chương 81 81 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm lệ hoa lại vừa bực mình vừa buồn cười Này tiểu thằng nhóc, cư nhiên đương chính mình mặt còn dám tư tàn nấm hương Bất quá nhìn tại hắn hào phóng như vậy mà lấy ra phần thường, Liền không cùng hắn so đo Quy, tiểu tử Trở về về sau ta mang ngươi đi cái hảo địa phương trích nấm hương. Thẩm cốc thương vừa nghe lập tức hưng phấn đứng lên, vươn ra ngón tay nhỏ quéo tay, không cho thay đổi. Nói xong chạy đến bên cạnh, nếu thảo căng nhánh cây, thải đột đi ra thạch đầu, giống chỉ tiểu giống như con khỉ, thân thủ linh hoạt vừa mạo hiểm vạn phần mà hướng về phía trước bò đi lên. Thẩm cốc thương bò đến đỉnh thượng, hai chân làm đến nơi đến chốn sau đó, còn không quên xoay người lại, hai tay long tại miệng trước, lớn tiếng mà hướng phía dưới hô một câu. Ngươi đừng sợ, ta rất khoái tìm người trở lại. Theo thẩm cốc thương đi xa, bốn phía yên tĩnh trở lại, thẩm lệ hoa lau một phen nước mắt, tìm một khối thoạt nhìn sạch sẽ chút thạch đầu ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đem tự cá nhân gắt gao mà rụt đứng lên, dù sao nàng cũng chỉ là cái 13 tứ tuổi tiểu cô nương, không sợ hãi mới là lạ ni. chung quanh đại sơn trong, như là dấu đầy không biết tên quái vật, tùy thời đều đang chờ đợi thời cơ đập ra đến, thật là đáng sợ. Không biết qua bao lâu, thẩm lệ hoa rốt cục nghe đến đầu đỉnh thượng có động tĩnh một cái thân ảnh cao lớn tấn tốc từ trên vách núi đá bò xuống dưới, nàng trong lòng hoảng sợ, nàng nguyên bản trông cậy vào này thẩm cốc thương có thể đi đem nàng ca tìm đến, hoặc là tìm cái đội trong mặt khác cái gì người cũng hảo, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên đem hắn ba cấp tìm tới ni. Truyền thuyết này trung đánh chết chính mình bà nương cao đại nam nhân giống một tòa tháp sắt bàn mà đứng ở thẩm lệ hoa trước mặt, đem trong sơn cốc còn sót lại một chút điểm quan cũng chắn được nghiêm nghiêm thực thực hắn vừa mở miệng giọng cũng là cả tiếng. Yêu muội dọa sợ đi, đến, đi lên, ta cổng ngươi đi lên. Thẩm lệ hoa thân thể rung lên một chút, nàng là dọa sợ, bất quá càng nhiều là bị cái này gọi làm thẩm đại tráng nam nhân cấp dọa. Không, không, không cần. Đi, sợ gì lý, còn sợ ta bối không khởi ngươi sao. Giống ngươi như vậy, ta một bàn tay liền sách đi lên, vẫn là ngươi tưởng ta giống sách tiểu gà nhất dạng đem ngươi sách đi lên. Thẩm lệ hoa run rẩy được lợi hại hơn. Ta. Ta. Không. Thẩm đại tráng lười cùng nàng nhiều lời, hắn thượng công ni, đột nhiên bị nhi tử gọi đi ra, nếu là không nhanh chóng chạy trở về, trì hoãn lâu đây chính là muốn khấu công điểm, vì thế không từ phân trần sách khởi thẩm lệ hoa hướng trên lưng mình vung ra, cổng lên nàng liền hướng bên trên bò. Thẩm lệ hoa dọa sợ, nhanh chóng dùng sông tay gắt gao mà ôm thẩm đại tráng cổ. Một đoạn này tại bọn họ tiểu hài tử thoạt nhìn như là lạch trời nhất dạng vách núi, đối đại nhân tới nói chính là việc rất nhỏ, tự hồ là căn bản là không cần tốn nhiều sức, liền bò đi lên. Đi lên sau đó, thẩm đại tráng cũng không ngừng lưu, trực tiếp bối thẩm lệ hoa liền xuống núi, vừa đi còn muốn một bên giáo húng nhi tử nhà mình. Làm chi không hảo hảo đến trường, lại chạy trên núi đến chơi. Bản thân chơi liền tính, còn kém điểm liên lụy người khác lần sau muốn còn như vậy nhìn lão tử không đánh gãy ngươi chân hắn giọng vốn là liền thô lại như vậy một mắng chửi người càng là sợ tới mức thẩm lệ hoa run rẩy được cùng run rẩy dường như thẩm đại tráng kỳ quái hỏi nha đầu làm sao vậy ngươi lãnh sao thẩm lệ hoa qua mà một tiếng khóc đi ra ta muốn về nhà thẩm đại tráng mộng tiểu nha đầu này êm đẹp mà khóc cái gì nha kiên trì nói. Ngươi đừng khóc, ta cái này về nhà. Ô ô. Thẩm lệ hoa ở trong lòng nói, ai với ngươi là ta nha. Hảo không dễ dàng đến dưới chân núi phá cửa miếu, thẩm đại tráng hướng trong phòng lớn tiếng hô một câu. Lão xuyên thúc bà tại gia không? Yêu mùi suốt chân, ta đưa nàng trở lại. Thẩm đình sinh gia gia gọi thẩm lão xuyên, cái kia niên đại nữ nhân đại đa số đều không có chính mình tên, chỉ căn cứ chính mình trong nhà thứ hạng gọi mấy muội mấy muội gì gì đó, gả cho người sau đó, nhân gia liền gọi nàng lão xuyên gia, này thẩm đại tráng cùng thẩm đình sinh là đồng nhất bối, liền gọi nàng lão xuyên thúc bà. Thẩm gia nãy nãy đang tại phòng bếp trong nhóm lửa chuẩn bị làm cơm trưa ni, nghe được tiếng la mau chạy ra đây. Là đại tráng A, yêu muội sao? Thẩm đại tráng có chút băn khoăn mà nói. Đều trách ta gia tiểu tử thúi này, đây không phải là cùng yêu muội cùng nơi thượng sơn chơi mà, này một không cẩn thận liền rớt đến mương phùng trong đi, may mắn không có gì đại sự, chính là đau chân, nếu không ta trước đã vào nhà, ta cho nàng nhìn xem. Khi thật đúng là nhiều mệt ngươi đại tráng. Thẩm gia nãy nãy cảm kích mà nói, nàng liền nói đi, như thế nào nửa ngày thấy không yêu muội bóng người, còn tưởng rằng nàng chạy chỗ nào đi chơi. Thẩm đại tráng vào nhà đem thẩm lệ hoa phóng tới trên băng ghế, ngồi xổm xuống kéo nàng mắt cá chân đến xem. Thẩm lệ hoa nhìn thấy hắn kia quạt hương bồ bàn bàn tay to, nắm chính mình mắt cá chân liền cùng nắm một căn chiếc đũa dường như, tự hồ không cần dùng sức liền có thể dễ dàng mà bài chiếc thành hai nữa, sợ tới mức nàng tim thanh kêu to lên. Điệt bẻ gãy ta chân. Tại nàng tiểu tiểu trong cảm nhận, thẩm đại tráng chính là ác ma nhất dạng tồn tại, là người khác gia đại nhân hù dọa hài tử thời điểm nói ngươi lại không thế nào thế nào, Ta liền gọi thẩm đại tráng đến đánh chết ngươi kia loại. Thẩm gia nãi nãi vội nói, yêu muội đừng sợ, ngươi đại tráng bá bá sẽ nhìn, cho ngươi xem hảo liền không sẽ đau. Lại nói tiếp này thẩm đại tráng thật là có điểm không được, hắn cha năm đó là cho địa chủ lão gia dưỡng trư cùng giết heo, này trư dưỡng được nhiều, có kinh nghiệm, giống nhau có chút cái gì tiểu mau bệnh cũng không làm khó được hắn. Hơn nữa giết heo cũng giết nhiều, đối trư cốt cách, kết cấu thân thể thập phần hiểu biết vòng trong trư chiếc chân gì gì đó cũng có thể trị hảo, chậm rãi liền thành một cái rất có kinh nghiệm lão thú y. Một bắt đầu là thôn trong mặt khác nhân gia trong dưỡng súc vật có cái gì tiểu mau bệnh liền tìm đến hắn, sau lại chậm rãi, địa chủ lão gia gia mặt khác hạ nhân, hoặc là trong thôn người nghèo được chút cái gì đau đầu nhức ốc tiểu mau bệnh, hoặc là tại trên núi không cẩn thận đau chân, cùng người đánh nhau không cẩn thận đánh gãy tay gì gì đó, đều tìm đến hắn. Đó cũng là không có cách nào sự, đây không phải là tìm đại phu quý mà, người nghèo mệnh tiện, hoa không khởi cái kia tiền, chỉ có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa, thẩm đại tráng hắn cha cũng không thu người khác tiền, phàm là tới cửa tới cầu y, cho dù là sách hai cây khoai lang hoặc là sủy một bọc trên núi nhặt gờ ráp quả ni, chỉ cần có cà lâm liền đi, hắn cũng tận tâm tận lực ban nhân gia trị liệu, cũng bị hắn chữa khỏi quá không ít người. Thẩm đại tráng từ nhỏ liền đi theo hắn cha dưỡng trư giết heo, Đem hắn cha kia một thân xích chân thú y bản lĩnh cũng học lại đây, đặc biệt bó xương thủ pháp, sau công xã vệ sinh sở xích chân bác sĩ còn cường. Càng về sau không là giải phóng mà, địa chủ lão tài gia cũng không có, thẩm đại tráng cũng thành cái phổ thông xã viên, không có trư cho hắn dết, liền ngoan ngoãn mà mỗi ngày bắt đầu làm việc tránh công điểm. Nhưng đại đội trong thế hệ trước đều chưa quên hắn gia tổ truyền một tay tay nghề, đến bây giờ còn có không ít người, có cái ngã đánh té bị thương đều tìm hắn trị ni nếu a à bà đều ra tiếng thẩm lệ hoa cũng không dám lại nhượng nhắm hai mắt lại không dám nhìn kỳ quái chính là như vậy thô to một đôi tay nắm tại nàng chân thượng cư nhiên khinh khinh một chút cũng không đau còn mang theo một chút thô ráp ấm ý một chút một chút mà kìm nàng mắt cá chân lão xuyên thúc bà không có gì đại sự chính là có chút điểm trật khớp ta cho nàng chính thượng liền không có việc gì yêu muội đợi chút nữa sẽ có chút điểm đau, ngươi chịu đựng. Nói xong, thẩm lệ hoa còn không kịp phản ứng, mắt cá chân thượng đột ngột đau một chút, sau đó sẽ không có, không đau. Nàng kỳ quái mà chuyển chuyển mắt cá chân, này thì tốt rồi. Thẩm đại tráng vội vàng đè lại nàng chân. Đừng lộn xộn, mấy ngày nay tốt nhất đều biệt nơi nơi chạy loạn, nghỉ vài ngày liền không có việc gì, cam đoan ngươi cùng trước kia nhất dạng hoặc bính loạn khiêu thẩm gia nải nãy từ trong phòng lấy một bao khoai lang mặt cùng bột ngô cắt trộn lẫn một nửa bánh bột ngô đi ra, đây là nàng mới vừa vừa mới chuẩn bị cơm trưa, thật sự tất yếu cấp thẩm đại tráng. Đại tráng A, hôm nay thật đúng là nhiều mệt ngươi, này đó bánh bột ngô lấy về ăn đi. Thẩm đại tráng sống chết cũng không chịu nhận. Không cần không cần, yêu muội biến thành như vậy, còn không đều là ta gia cái này xú tiểu tử làm hại, ngài không trách ta thì tốt rồi, ta như thế nào còn có thể lấy ngài đồ vật ni? Thẩm đại tráng thân cường thể tráng, thẩm gia nải nải ảo bất quá hắn, đành phải miệng trong không ngừng mà nói xong cảm tạ, lại nhượng thẩm lệ hoa nhanh chóng cám ơn nhân gia, lại không tưởng thẩm lệ hoa banh cái khuôn mặt nhỏ nhắn, bả đầu xoay đến một bên, chính là không chịu nói. Đưa đi rồi thẩm đại tráng, thẩm gia nải nải nghiêm mặt. Yêu muội, a à bà bình thường là như thế nào dạy ngươi, như thế nào có thể không lễ phép như thế ni? Thẩm lệ hoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹn được đỏ bừng, hai tay ninh chính mình góc áo, cúi đầu chính là không nói lời nào. Thẩm gia nải nải cảm thấy có chút không đối, nghiêm túc hỏi nàng. Yêu muội, ngươi thành thật cùng A à bà nói, có phải hay không kho thóc khi dễ ngươi? Không có. Thẩm lệ hoa lập tức lớn tiếng nói. Thẩm gia nải nải nghi hoặc hỏi. Khi ngươi như thế nào như vậy? Tự gia tôn nữ chính mình dạy dỗ nàng biết, từ tiểu liền ngoan ngoãn hiểu chuyện miệng lại ngọt gặp người liền thân thiết mà chào hỏi giống hôm nay như vậy nhăn nhăn nhó nhó vẫn là lần đầu tiên thẩm lệ hoa nghẹn trong chốc lát rốt cục nói kho thóc hắn ba không là người tốt ta không tưởng lý hắn thẩm gia nải nải sắc mặt một lãnh ai dạy ngươi nói như vậy người khác đều nói như vậy nói hắn đánh chết hắn bà nương là người xấu thẩm lệ hoa quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi tức giận mà nói. Ngươi hài tử này. Ai? Thẩm gia nải nải thở dài, trước kia đưa ngươi là cái tiểu hài tử, liền không với ngươi nói, ai biết ngươi tin nghe những lời này ni. Vì nhượng thẩm lệ hoa không lại hiểu lầm đi xuống, thẩm gia nải nải hảo hảo cho nàng nói một chút thẩm đại tráng trong nhà sự. Hắn bà nương đúng là tại sinh ra kho thóc không bao lâu sau đó sẽ chết, nhưng không phải là hắn đánh chết, mà là sinh bệnh bệnh chết. Thẩm cốc thương hắn nương là trước kia thẩm đại tráng hắn ba làm việc kia gia địa chủ lão tài gia tiểu thư, đã đảo địa chủ về sau, địa chủ gia tiểu thư đương nhiên cũng bị phê đấu, tiểu thư thân thể vốn là liền mảnh mai, bị dày vò được sinh bệnh nặng, mắt thấy liền muốn không sống nổi. Thẩm đại tráng niệm tại trước kia địa chủ gia đối tự gia còn tính không sai tình cảm thượng cùng đại đội trong đề xuất muốn kết hôn địa chủ tiểu thư đương bà nương, đem kho thóc hắn nương tiếp trở về, hảo sinh chiếu cố mới rốt cục bảo vệ một điều tánh mạng. Chính là thẩm đại tráng nguyên bản đại có tiền đồ bần nông thân phận, cũng bị địa chủ tiểu thư cấp liên lụy, tại đội sản xuất trong cấp người nói nhàn thoại, ném ngư vẫn không nói, liên tránh công điểm cùng phân khẩu lương đều biến thành ít nhất. Địa chủ tiểu thư mệnh tuy rằng cứu về rồi, lại bệnh căng không dứt, thân thể suy yếu được rất, bình thường cũng làm không sống, toàn bộ gia đều dựa vào thẩm đại tráng một cá nhân chống. Có một ngày hắn kết thúc công việc về nhà, lại phát hiện đội trong vài cái hết ăn lại nằm nhị hỗn tử đang tại hắn trong nhà, tưởng muốn khi dễ hắn bà nương, lúc ấy nói nói phi thường khó nghe, nói cái gì địa chủ tiểu thư thân thể, dựa vào cái gì thẩm đại tráng cái kia đại quê mùa có thể nếm, bọn họ liền không thể nếm, đương nhiên này đó thô tục đồ vật thẩm gia nải nải liền không cùng thẩm lệ hoa nói tỉ mỉ, chính là một ngữ mang quá, nói những cái đó người muốn khi dễ địa chủ tiểu thư. Chương 82 82 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm đại tráng trong cơn tức giận, quan khởi bác đại nắm tay liền đem người hung hăng mà đánh nhất đốn, đem người đánh được gào khóc thảm thiết, bị thương ở nhà nằm nửa tháng mới hảo, vì thế thẩm đại tráng lại bị đội sản xuất trong hung hăng mà phê một trận, còn phạt nửa năm công điểm, làm bồi thường bồi cho bị đánh mấy người kia. Từ đó về sau, thẩm đại tráng hung hãn thanh danh coi như là truyền tới, có thể là kia bị đánh vài cái người cố ý châm ngòi thổi gió, nơi nơi đều tại nói hắn mỗi ngày ở nhà đánh bà nương, truyền đến truyền đi liền truyền được giống thật sự. Sau lại thẩm cốc thương hắn nương sinh qua qua sau đó, thân thể càng là một bệnh không khởi, không bao lâu liền đi qua, bên ngoài càng là truyền được có bài bản hẳn hoi, nói là hắn hoặc sinh sinh mà đánh chết tự gia bà nương. Vậy trong đó chân tướng thẩm gia nải nải cũng là rõ ràng được rất, năm đó hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, Bọn họ là tận mắt nhìn thấy thẩm đại tráng lớn lên, kia là một cái thành thật có thể dựa vào hảo hài tử, bà nương sinh bệnh thời điểm, hắn muốn làm việc không rảnh chiếu cố, còn đến cầu quá thẩm gia nãi nãi đi hỗ trợ chiếu kháng quá một đoạn, thẩm đại tráng đối địa chủ tiểu thư có thể hảo, cho tới bây giờ đều không động quá nàng một cái đầu ngón tay. Thẩm cốc thương hắn nương sắp chết trước còn trảo thẩm gia nãi nãi tay nói, nàng đời này đối nàng người tốt nhất là thẩm đại tráng. Nàng tối xin lỗi người cũng là thẩm đại tráng, còn nói chờ nàng đi rồi về sau, những thẩm gia nãy nãy giúp đỡ, cấp đại tráng nói một môn hảo việc hôn nhân ni, này một hồi nhất định muốn tìm một cái thân thể cường tráng giỏi giang sống nông thôn phụ nữ, ngàn vạn đừng tìm nàng loại này thành phần không hảo, chỉ biết kéo mệt người. Bất quá sau lại thẩm gia chuyện này cũng nhiều, cũng liền không cố thượng hắn này đầu, thẩm đại tráng cũng cho tới bây giờ đều không từng nghĩ muốn lại tìm một cái một lòng lôi kéo hắn cái kia thể yếu nhiều bệnh, giống như như thế nào cũng lớn không nổi nhi tử, quá gia lưỡng ăn no, cả nhà không đói ngày. Thẩm gia nãy nãy cùng thẩm lệ hoa nói này đó, chính là không tưởng nàng cùng thôn trong những cái đó vô tri phụ nhân nhất dạng, đem tình thâm nghĩa trọng thẩm đại tráng trở thành một cái người xấu. Thẩm lệ hoa gật gật đầu, lại nghĩ tới một sự kiện. A à bà, ta đáp ứng mang kho thóc đi chúng ta ra địa đạo bên kia trong rừng trích nấm hương, làm như thế nào nha? Lúc ấy thẩm lệ hoa nói lời này thật là nhất thời xúc động, đầu óc nóng lên liền thốt ra, hiện tại mới nhớ tới, nàng ca cùng tạ tỷ tỷ đều ngàn dặn vạn dò, đã nói với nàng đây là bọn hắn gia thiên đại bí mật, đánh chết cũng không có thể nói cho người khác biết. Nhưng kho thóc lúc ấy có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, gọi người quay đầu lại tới cứu nàng, chẳng lẽ nàng liên một cái xú tiểu tử đều so ra kém, muốn nói không giữ lời sao? việc này đối thẩm lệ hoa đến nói liền thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ thẩm gia nải nải kinh hãi ngươi đem địa đạo sự cùng kho thóc nói thẩm lệ hoa lắc đầu ta chưa nói ta liền nói chờ hắn tìm người tới cứu ta ta liền dẫn hắn đến một cái đặc biệt hảo địa phương trích nấm hương thẩm gia nải nải tùng khẩu khí này có gì ngươi tùy tiện dẫn hắn đến trên núi đi không liền được này không chính là gạt người mà thẩm lệ hoa có chút điểm không quá vui lòng. Chạng vạn thẩm đình sinh kết thúc công việc trở về, không kịp ngồi xuống uống miếng nước nghỉ khẩu khí, lấy khởi trong nhà cấp chuẩn bị tốt cơm chiều, liền chuẩn bị cùng vương vệ thanh cùng nhau toán địa đạo, cơm chiều tính toán ngay tại địa đạo trong vừa đi vừa ăn, tỉnh thời gian. Bọn họ hiện tại đã mở tam khối địa, một khối loại khoai lang, một khối loại hạt ngô, còn có một khối tính toán loại thượng khoai tây cùng bí đỏ, đuổi một đuổi nói còn kịp tại thu hoạch vụ thu thời điểm thu thượng một tạo, này đó lương thực đều nhận lấy tới nói, năm nay mùa đông hai nhà người đều không cần chịu đói, nhiều đi ra cầm bán còn có thể quá cái hảo năm. Kế tiếp lại khai mà liền chuẩn bị loại thượng các loại rau dưa, hiện tại chợ đen thượng mới mẻ rau dưa cũng là rất được hoan nghênh, nếu là bán không hoàng, còn có thể phơi nắng thành rau khô, tự gia ăn hoặc là cầm bán đều được. Thẩm Đình Sinh cùng Vương Vệ Thanh hai người này lòng hăng hái mười phần, hận không thể toàn thân khí lực đều hoa tại này đó có thể cho bọn hắn mang đến hảo sinh hoặc thổ địa thượng, chỗ nào còn lo lắng ăn cơm a, à, lấy điểm lương khô ở trên đường thuận tiện điền đầy bụng liền tính. Kết quả bị cũng là mới vừa vào cửa tạ hoa hương nhìn thấy, sinh khí mà ngăn cản bọn họ. Nào có như vậy, muốn tiền không muốn sống nữa, hảo hảo ăn bữa cơm có thể chậm trễ nhiều ít công phu a, à, đều ngồi đàng hoàng cho ta từ từ ăn, ăn no nghỉ một lát tài năng đi. Hai đại nam nhân đành phải ngoan ngoãn mà ngồi xuống ăn cơm, ăn xong cơm lại nghỉ ngơi cái 10 phút, lúc này mới đứng lên chuẩn bị xuất phát. Bình thường vừa nghe nói bọn họ muốn đi toản hầm ngầm, thẩm lệ hoa lập tức liền cao hứng phấn chấn mà bối cái tiểu gùi đuổi kịp, có thể hôm nay thẩm đình sinh đều muốn nhích người, lại không thấy yêu muội có động tĩnh gì, không khỏi có chút kỳ quái. Như thế nào, yêu muội hôm nay không đi không đi. Thẩm lệ hoa rầu rĩ mà lắc lắc đầu. Thẩm gia nải nải giúp nàng nói. Nàng hôm nay thượng sơn chơi, đau chân, đi bất động ni. Thẩm đình sinh cư nhiên, ha ha, nở nụ cười. Nhìn ngươi, như vậy cái đại cô nương còn ham chơi, hiện tại biết sợ rồi sao? Tạ hoa hương nguyết hắn một cái, vội vàng đi qua đi nhìn thẩm lệ hoa chân. Có ngươi như vậy đưa người ca ca mà. Yêu muội chân thương như thế nào không nói sớm a à, ta nhìn xem còn có đau hay không a à, nếu không chúng ta đi công xã vệ sinh sở nhìn xem không cần không có việc gì không đau nghỉ hai ngày liền hảo thẩm lệ hoa nhỏ giọng nói tạ hoa hương tiểu tâm mà kiểm tra một chút nàng mắt cá chân xác định thật sự không có việc gì lúc này mới yên tâm lần sau coi chừng một chút nhi a à. nếu yêu muội không đi thẩm định sinh liền không cho tạ hoa hương đi miễn cho đến lúc đó muốn nàng đi một mình quá như vậy trường địa đạo chính mình trở về, tạ hoa hương cũng hiểu được muốn nàng hơn nửa đêm đi một mình tại kia hẹp dài hôn ám địa đạo trong quá mức sấm người, đơn giản cũng không đi thấu náo nhiệt. Thẩm Đình Sinh cùng Vương Vệ Thanh đến đến ngọn núi, lại ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ cực cực khổ khổ loại hạ khoai lang mà, cư nhiên bị cũng, bên cạnh trúc hàng rào cấp ném đi một cái giác, mới vừa loại đi xuống khoai lang ương bị phiên được loạn thất bát tao còn bị gặm rất không thiếu nhìn hai người một trận đau lòng hai người đối với một mà đống hỗn độn hảo sinh nghiên cứu một phen thẩm đình sinh vẻ mặt trầm trọng mà nói từ lưu xuống dấu vết nhìn như là lợn rừng vương vệ thanh cũng gật đầu nói giống hai người tâm tình đều có chút nghiêm trọng còn nhớ rõ hai người đều vẫn là choai choai hài tử thời điểm đội sản xuất người đã từng tại trên núi phát hiện một đầu lợn rừng lúc ấy cơ hồ toàn đội thanh tráng niên lao động đều ra trận, liên bọn họ này đó choai choai hài tử đều ở bên cạnh trợ trận, cũng phí hảo đại sức lực mới đem lợn rừng cấp nắm chắc. Khi gia hỏa có thể gây gớm, da dày thịt béo, liên cái quốc sao đi lên đều không đến nơi đến chốn, khí lực lại đại, còn có hai cái tim tim răng nanh, muốn thật sự là bị nó lưu trung, chỉ sợ được xóa nửa cái mạng, đối với trên núi mảnh thú, trừ bỏ lão hổ, lan ở ngoài, đối bọn họ đến nói, đáng sợ nhất chỉ sợ cũng có thể coi là là lợn rừng. Chính là lão hổ cùng lan bọn họ cũng chỉ là tại lão nhân gia giảng của trích cố sự xuôi tai đến quá, nhưng nghe lão nhân gia nói, gần vài thập niên đều không có gặp qua này đó giả vật xuất hiện qua, này lợn rừng bọn họ đời này cũng chỉ là lần thứ hai gặp gỡ. Bất quá lợn rừng thịt thật đúng là hương A, lúc ấy đánh kia đầu đại lợn rừng, làm thịt toàn đội người phân rớt, mỗi người đều có thể phân đến một tiểu khối thịt, khi thịt so đội trong chính mình dưỡng thịt heo càng dẻo càng hương, cũng càng có nhai kính, chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, đều còn nhớ rõ rõ ràng, khi thơm ngào ngạt lợn rừng thịt hương vị. Nếu hiện tại bọn họ là tại đại đội phụ cận ngọn núi, là có thể tìm tới toàn bộ đội sản xuất xã viên, cùng lên tới thu phục này đầu lợn rừng, có thể hiện tại chỉ có hai người bọn họ, không dám cứng đối cứng A. Đình sinh ca, sao làm? Vương vệ thanh lo lắng hỏi này lợn rừng khí lực đại được rất, liền tính lại đem trúc hàng rào lộng hảo, lần sau còn có khả năng sẽ bị nó cũng hoài, nói bất định cái khác hai khối mà cũng muốn tao ương. Thẩm Đình Sinh cũng hiểu được việc này không thể liền tính như vậy. Khi súc sinh biết nơi này có ăn, lần sau khẳng định còn sẽ lại đến, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không đêm nay ở chỗ này gác đêm, sau đó cùng nó liều mạng. Thẩm Đình Sinh cười mắng, muốn liều ngươi liều, ta có tức phụ có muội tử, mới không đáng cùng kia súc sinh liều mạng ni. Khi không phải ngươi nói sao làm, cũng không thể lão nhượng nó đến ăn đi, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng ni. Nói ngươi một căn gân thật đúng là, đánh bừa không thành, vẫn không thể đến dùng trí sao. Như thế nào cái dùng trí pháp? Đến, hôm nay trước mặt kệ cái khác sự việc, chúng ta đào bẫy rập. Thẩm đình sinh hắn gia trước kia đánh quá săn, biết một ít đào bẫy rập phương pháp, cũng giáo quá thẩm đình sinh, chẳng qua là không có gì thực tiễn kinh nghiệm mà thôi. Lập tức hắn thừa dịp thiên vẫn chưa có hoàn toàn hắc thấu, cẩn thận đi quan sát lợn rừng lưu lại dấu vết, sau đó tại nếu nó đêm nay lần thứ hai lại đây tất kinh chi lộ thượng dùng nhánh cây hoa một vòng tròn, đối phương vệ thanh nói. Liền ở đây, chúng ta trước đào cái động. Lợn rừng cái đầu đại, cho nên bẫy rập cũng muốn đào được đủ đại đủ thâm, miễn cho nó rất không đi xuống. Cái này đại bẫy rập đào hoàng, sắc trời cũng đã hắt thấu, hai người ngồi xuống ăn một chút mang lại đây lương khô, nghỉ một hơi sau đó, châm lửa trại, lại tìm một ít nhánh cây, đem trong đó một đầu gọt được tim tim, sau đó đầu nhọn hướng thượng chôn ở bẫy rập trong. Cuối cùng tại bẫy rập mặt trên đáp thượng một ít cành khô, vung thượng bùng đất, ngụy trang thành không người động quá bộ dáng, vì tránh cho đến chỉ thỏ hoang cũng đem bẫy rập thải đạp, Bọn họ còn đặt mà đem mặt trên cành khô lộng được trắng chắc một chút, chỉ có giống lợn rừng như vậy đại phân lượng súc vật bước trên đi, mới có thể hãm đi vào, mặt khác thỏ hoang gì gì đó, nhẹ nhàng cũng liền đi qua. Lộng hoàng về sau hai người nhìn trái nhìn phải, cảm thấy đỉnh giống như vậy hồi sự. Vương vệ thanh vỗ vỗ trên tay thổ. Nhìn ngươi còn có dám tới hay không, ta cam đoan gọi ngươi có đến mà không có về. Thẩm đình xin nhắc nhở hắn ngàn vạn nhớ rõ vị trí này, không cần thải đi lên, không phải ngươi cũng là có đến mà không có về. Khi dưới nhánh cây tất cả đều gọt được bén nhọn vô cùng, từ chỗ cao thật mạnh té xuống có thể ghê gớm, là sẽ đem huyết nhục chi cơ thể thứ cái đối xuyên. Hai người đào hảo bẫy rập sau đó, lại đem bị lợn rừng lộng đến hàng rào tu hảo, bị phiên đi ra khoai lang ương cũng lần nữa loại đi xuống, may mắn khoai lang ương này ngoạn ý lạm sinh, tuy rằng bị gặm rớt một ít, nhưng lần nữa tài đi xuống cũng còn có thể sống để tránh trong nhà người lo lắng thẩm đình sinh buổi tối quay về sau đó cũng không có cùng tạ hoa hương các nàng nhắc tới khả năng có lợn rừng sự Nhoán lên một cái lại đến ngày hôm sau chạng vàng thẩm lệ hoa như trước rầu rĩ không vui người khác chỉ cho rằng nàng là vì không thể đi ngọn núi trích nấm hương mà buồn bực chỉ có nàng tự mình biết nàng là vi không có biện pháp thực hiện chính mình đối thẩm cốc thương hứa hẹn mà phiền não ni May mắn hôm nay thẩm cốc thương cũng không có tìm đến nàng, không phải nàng thật sự không biết nên nói như thế nào ni. Thẩm đình sinh cùng vương vệ thanh lòng tràn đầy hưng phấn mà vào địa đạo, mới đi vào, vương vệ thanh liền nhịn không được nói. Đình sinh ca, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không thật sự bắt đến một cái đại lợn rừng. Chương 83 83 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thẩm Đình Sinh cũng là lần đầu tiên hạ loại này bẫy rập, tự nhiên cũng là chờ mong, hai người bước nhanh hơn, bay nhanh mà thông qua địa đạo, ra xuất khẩu về sau, rốt cuộc nhịn không được, cùng nhau nhấc chân chạy vội mà đi qua. Xa xa mà, liền có thể nhìn thấy kia bẫy rập đã hãm đi xuống, Vương Vệ thanh hưng phấn mà hô to đứng lên. Nắm chắc, chúng ta bắt lấy đại lợn rừng. Thẩm Đình Sinh rốt cuộc ổn trọng chút. Đừng vội, vạn nhất không là ni bất quá đáy lòng cũng là hưng phấn, hai người cùng nhau vọt tới bẫy rập trước mặt, hướng trong nhìn lại. Quả nhiên là một cái đen tuyền đại lợn rừng, hảo gia hỏa, xem ra được có ba bốn trăm cân trọng, đang nằm tại dưới hừ hừ. Còn chưa có chết thấu ni. Thẩm Đình Sinh nói, bất quá nhìn nó thân thể dưới kia một bãi huyết, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Đáng tiếc nhiều ngần ấy trư huyết. Vương vệ thanh bẹp miệng nói, này nếu là dùng để làm thành trư huyết đậu hủ hoặc là trư huyết tràng, kia đến rất tốt ăn a. À. Dây thường lấy đến. Thẩm Đình Sinh hướng vương vệ thanh vương ra tay. Bởi vì dự bị này hôm nay khả năng sẽ bắt đến đại lợn rừng, cho nên hắn đặt mà giao đại vương vệ thanh, kết thúc công việc sau đó về trước hắn gia một chuyến, đem hắn gia dây thường mang lại đây. Này dây thường được có hai cây đầu ngón tay như vậy thô, tự gia trà sát, năm sáu mễ trường, trắng chắc dùng bền. Vương vệ thanh tới thời điểm sợ bị người nhìn thấy hỏi đến không hảo trả lời, liền đem dây thừng một tầng tầng mà trói ở tại ngang hông mình, sau đó lại mặc vào áo khoác, dù sao sim y đủ đại, người khác không nhìn kỹ cũng nhìn đoán không ra. Vương vệ thanh một vòng vòng mà đem dây thừng hướng ngoại giải, một bên oán giận. Có thể nóng chết ta. Thẩm đình sinh thấy trên người hắn thịt đều bị dây thừng cấp ma đỏ, không từ cười nói. Ngươi ngược lại là hảo, lợn rừng còn không trói ni, trước đem chính mình cấp trói thượng. Dây thừng cởi xuống đến sau đó, thẩm đình sinh cầm dây thừng, tiểu tâm mà từ bẫy rập bên cạnh trượt đi xuống, dùng dây thừng đem lợn rừng trước chân cùng lui về phía sau phân biệt chặt chẽ mà trói thượng, sau đó lại nhượng vương vệ thanh đem hắn cấp kéo đi lên. Sau đó hai người cùng nhau tại cái động khẩu phát lực, đem lão trầm lão trầm lợn rừng cấp kéo đi lên. Vương vệ thanh nụ cười trên mặt liền không biến mất quá. Như vậy đại lợn rừng, này thịt sợ là có thể ăn được đến quá niên, đình sinh ca, ta cái này đem trư giết đi, ta xem nó là sống không đến ngày mai buổi sáng, không sớm điểm giết chết chết thịt liền không ăn ngon như vậy. Hôm nay còn muốn hay không làm mặt khác sống đều tại tiếp theo, bọn họ ở chỗ này làm việc là vì cái gì, không chính là vì có thể điền đầy bụng mà, bây giờ có thể điền đầy bụng đại lợn rừng liền ở chỗ này ni, ai còn quản được mặt khác a? À? Đi, này sẽ giết. Thẩm Đình Sinh cũng cao hứng mà nói, liên giao phay hắn đều mang đến, chính là dự bị giết heo dùng, bọn họ không là đồ tể xuất thân, tự nhiên không có chuyên dụng đao giết heo, nhưng là không quan hệ nha, bình thường đội trong giết heo tể ngư bọn họ đều có ở bên cạnh giúp đỡ trợ thủ, nhìn xem nhiều cũng đại khái biết nên như thế nào lộng. Không có đau dết heo khả năng cũng chính là khó lộng chút, nhiều nhất chính là tốn nhiều chút kính thôi, có ăn chẳng lẽ còn sợ lộng không đến miệng trong. Sao? vương vệ thanh hồi ức bình thường đội trong vết heo bước đi vậy chúng ta có phải hay không muốn trước đốt một nồi nước nóng a à? nói xong hai cái người đều ngây ra một lúc đúng nha như thế nào quên đi được đốt nước nóng hai người liếc mắt nhìn nhau kia còn phải trở về đem nồi cấp bối đến chờ một chút thẩm đình sinh đột nhiên phát hiện lợn rừng kia đại đại bụng động một chút lại động một chút hơn nữa kia bụng cũng thật sự quá lớn không giống như là béo mà như là ngươi xem rồi trư bụng tưởng không tưởng là hoài trư tể vương vệ thanh vương tay đi sờ sờ ngoan ngoãn ghê gớm a à, này còn thật sự hoài trư tể ni ha ha còn cất giấu một bụng hảo thịt ni tưởng khởi trư tể hắn mãn trong đầu cũng chỉ có trư tể trên người thịt thẩm đình sinh nói này trư tể vẫn là sống ni sống thì thế nào Ngươi nên không phải là giống kia tâm địa nguyễn phụ nhân nhất dạng, không đành lòng làm thịt này đầu lợn rừng đi. Ta có thể với ngươi nói a, à, này lợn rừng thịt ta là đoán chừng, nếu là không kịp ăn, ta có thể không để yên cho ngươi. Vương vệ thanh sốt ruột mà nói, đến miệng thịt cũng không thể nhượng nó phi. Thẩm đình sinh nói, liền tính không giết nó, này heo mẹ cũng không sống nổi, cũng không biết này trư tể trưởng thành không có, ta nhìn này bụng bộ dáng sợ là đã khoái trưởng thành, nếu là trưởng thành, ta tưởng bắt bọn nó dưỡng đứng lên, về sau cũng không liền có ăn không hết thịt heo mà. Vương vệ thanh vỗ đùi. Cái này chủ ý hảo, phải đợi này lợn rừng chính mình vọt vào bẫy rập, một năm cũng không biết có thể hay không chờ được đến một hồi, chúng ta nếu là chính mình nuôi trư, lúc nào muốn ăn liền có thể ăn thượng thịt. Thẩm đình sinh gật gật đầu. Chính là cái này thuyết pháp. Khi còn chờ cái gì nha, nhanh chóng giết heo A, khoái, đem trư tể cấp bào đi ra, không phải này heo mẹ chết, bên trong trư tể cũng phải nghẹn chết. Vương vệ thanh vội vàng nói, nếu không như vậy, ngươi ở chỗ này chuẩn bị, ta trở về đem nồi bối đến, ta chạy nhanh lên nhi, dùng không bao nhiêu thời điểm. Thẩm đình sinh lắc đầu. Không được, cái này chúng ta không sẽ lộng, liền tính đem trư tể làm ra đến cũng không nhất định có thể dưỡng được sống. Vương vệ thanh ngây ra một lúc thật sự không được kia liền cũng giết ăn thịt, không phải còn có thể gì biện pháp. Ta có cái ý tưởng, ngươi nhìn xem như vậy được không, chúng ta đội thẩm đại tráng, hắn tổ tiên liền vẫn luôn đều là dưỡng trư, còn hiểu thú y kỹ thuật, nhưng hắn đến bào trư tể dưỡng trư tể, khẳng định so chúng ta chính mình mù lộng có nắm chắc nhiều, nếu không chúng ta đi tìm hắn lại đây đi, ngươi nhìn thế nào? Thẩm Đình Sinh suy xét sau một lát, đề cái kiến nghị. Thẩm Đại Tráng Vương Vệ Thanh nghĩ nghĩ, người khác là đỉnh giỏi giang, có thể là như vậy nói, chúng ta này lợn rừng thịt không cũng phải cho hắn phân một phần, đến miệng thịt còn muốn phân cho người khác ăn, ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. Thẩm Đình Sinh cười hắn, người như thế nào liền nhỏ mọn như vậy ba kéo, tầm mắt muốn phóng lâu dài một chút, thật đem trư tể dưỡng đi lên, đến lúc đó trư tể lại heo hơi tể, chúng ta thịt heo nhưng chỉ có vĩnh viễn đều ăn không hết nhưng không thể sao ngươi ăn nhiều này mấy khối thịt heo muốn hảo được nhiều. Vương vệ thanh nghiêm túc tưởng tượng. Không sai, là cái này lý nhi, đi đi, đình sinh ca, dù sao đây là ngươi địa phương, làm chuyện này cũng là ngươi tìm ta làm, ngươi nói đi liền đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Hảo, khi ngươi lưu ở chỗ này nhìn lợn rừng, thuận tiện làm điểm cái khắc sống, ta trở về tìm thẩm đại tráng, nhìn xem có thể nói hay không nói phục hắn cùng chúng ta cùng nơi làm. Thẩm Đình Sinh đứng lên, vội vội vàng vàng mà liền hướng địa đạo khẩu đi. Tạ Hoa Hương đem chuẩn bị cấp thẩm lệ hoa đến trường thời điểm xuyên sim y cải hảo, kế tiếp liền đến phiên cấp thẩm Đình Sinh làm sim y, thẩm Đình Sinh đương nhiên là không chịu, chính mình cũng còn không tránh đến tiền cấp tiểu tức phụ mua ăn ngon, làm tân sim y ni, như thế nào còn có thể nhượng tiểu tức phụ trái lại cho chính mình làm sim y. Lúc ấy tạ hoa hương xuất ra một khối tím sắc vải dệt nói. Ngươi nhìn cái này nhan sắc, ta chính là đặt mà mua đến làm cho ngươi sim y, loại này nhan sắc chính là muốn nam nhân gia làm mới dễ nhìn, cô nương gia như thế nào có thể xuyên như vậy lão khí nhan sắc ni. Thẩm Đình Sinh vẫn là nói cái gì đều không đồng ý, ngươi cho chính mình làm, ngươi ngại nhan sắc lão khí, liền làm đi làm việc thời điểm xuyên, không làm việc thời điểm mới xuyên ngươi những cái đó dễ nhìn. Tạ hoa hương ảo bất quá hắn, đơn giản không nói, dù sao tay là nàng chính mình, nàng yêu cho ai làm cho ai làm, hắn còn có thể quản được không thành hắn không cho nàng lượng thức tất cũng không có gì tìm một thân hắn bình thường xuyên xiêm y đánh giá cũng chỉ biết nên làm nhiều đại thật làm đi ra còn sợ hắn không xuyên sao thẩm đình sinh từ địa đạo trong chui ra tới thời điểm tạ hoa hương chính tài hảo bố chuẩn bị bắt đầu phùng ni thấy hắn đột nhiên đi ra còn cước bộ vội vàng mà đi ra ngoài không khỏi có chút lo lắng đình sinh ca làm sao vậy Thẩm Đình Sinh cước bộ không ngừng. Không có việc gì, ta đi tìm cá nhân. Nga. Tạ Hoa Hương có chút mặt danh kỳ diệu mà cúi đầu, tiếp tục lộng trong tay đồ vật. Thẩm Đình Sinh nhưng không biết nghĩ tới điều gì, dưới chân nhất đốn, quay đầu lại nói: "Ta tính toán tìm Thẩm đại tráng đến theo chúng ta làm một trận, ngươi có ý kiến gì hay không?" Tạ Hoa Hương chỗ nào biết được Thẩm đại tráng là ai a, à? bất quá nàng luôn luôn cho rằng Thẩm Đình Sinh so nàng thông minh giỏi giang nhiều, từ đời trước hắn có thể từ một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo đến cuối cùng trở thành quốc nội số một số hai phú hào liền đó có thể thấy được đến. Nàng nào dám đối hắn ý tưởng cách làm có chút dị nghị a, à, nàng hiện tại sợ hãi nhất sự tình chính là, bởi vì nàng trước tiên can dự hắn sinh hoạt, mà dẫn đến hắn sự nghiệp quỹ đạo đã xảy ra thay đổi. Cho nên, Tạ Hoa Hương đối với Thẩm Đình Sinh cán sự nghiệp thái độ là không quản không hỏi tận lực không can thiệp, chính là từ sinh hoạt phương diện tận lực đi quan tâm hắn mà thôi. Bởi vậy đối với Thẩm Đình Sinh câu này câu hỏi, nàng tưởng cũng không cần tưởng phải trả lời nói. Ta đương nhiên không ý kiến a, à, ngươi như thế nào tưởng liền như thế nào làm hảo, ta khẳng định duy trì ngươi. Thẩm Đình Sinh khẽ gật đầu. Cảm ơn. Đại Cất bước đi ra ngoài. Tạ Hoa Hương tiếp tục bận việc trong tay đồ vật, đột nhiên điềm điềm mà nở nụ cười hắn tại làm sự tình trước cư nhiên sẽ nhớ rõ trưng cầu nàng ý kiến ni thuyết minh hắn là thật tâm đem chính mình trở thành bạn lữ không quản làm cái gì đều sẽ tôn trọng chính mình ý tưởng ni bị bạn lữ tôn trọng cảm giác thật hảo đời trước trịnh vĩnh hoa tuy rằng luôn miệng nói thích nàng trên thực tế thích bất quá là nàng bên ngoài mà thôi kỳ thật đánh trong đáy lòng vẫn là khinh thường nàng cũng không có đem nàng trở thành một cái chân chính có cảm tình có tư tưởng người mà đối đãi trong nhà sở hữu quyết định đều là hắn bản thân quyết định, thậm chí tại quyết định chủ ý sau đó đều chưa bao giờ nghĩ qua muốn nói cho nàng một tiếng. Liền giống có một lần chuyển nhà, thẳng đến muốn chuyển nhà trước một ngày buổi tối, Trịnh Vĩnh Hoa mới thông tri nàng đem đồ vật thu thập một chút, ngày hôm sau liền muốn dọn đi, nàng nhiều truy vấn vài câu vì cái gì, Trịnh Vĩnh Hoa mới không kiên nhẫn mà nói cho nàng, hắn thăng chức, tổ chức thượng cho hắn phân càng đại càng hảo phòng ở. Trịnh Vĩnh Hoa vẫn luôn cho rằng tạ hoa hương đi theo hắn là quá thượng ngày lành, hẳn là rất thỏa mãn, nhưng không biết nàng đối cái kia gia, cho tới bây giờ đều không có nửa phần lòng trung thành. Cùng với muốn như vậy một cái hoa mỹ mà lạnh như băng da, tạ hoa hương tình nguyện giống như bây giờ, chẳng sợ mỗi ngày đều muốn vì hạ một bữa ăn cái gì mà lo lắng, nhưng người một nhà có thương có lượng, cộng đồng gánh vác khởi một gia đình trách nhiệm. Thẩm lệ hoa không giải hỏi. Tạ tỷ tỷ, Ta ca muốn tìm đại tráng bá bá làm một trận sống, ngươi vì cái gì như vậy cao hứng a? A, à, ta thật cao hứng sao? Tạ Hoa Hương kinh ngạc, không là, ta liên thẩm đại tráng là ai cũng không biết ni, ta làm chi muốn cao hứng a? Còn nói không có, ngươi mới vừa đều cười đến ngốc. Đại tráng bá bá chính là ta lần trước cùng ngươi đã nói, trước kia làm đồ tể cái kia. Đồ tể a? Tạ Hoa Hương suy nghĩ một chút, nghĩ tới chính là lần trước ngươi theo ta nói đánh bà nương đặc biệt hung, đem bà nương đều đánh chết cái kia. Chương 84 84 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khó mà làm được Tạ hoa hương đột ngột đứng lên, ta được tìm ngươi ca nói nói đi, không thể tìm như vậy người hợp tác. Đây chính là kẻ sát nhân A, tính tình như vậy nóng nảy người, ai biết hắn ngay sau đó sẽ làm suốt cái gì đến, loại này người liên tiếp xúc đều muốn tận lực thiếu tiếp xúc, càng không muốn nói chủ động tìm hắn hợp tác rồi. Chờ một chút, tạ tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, đại tráng ca không là như vậy người. Thẩm lệ hoa liền vội vàng kéo nàng, ta lần trước không biết nói lung tung, ta bà đều nói cho ta biết, đại tráng ca là người tốt. A, à, tạ hoa hương nghi hoặc mà nhìn nàng, vậy ngươi nói một chút. Thẩm lệ hoa liền đem lần trước thẩm gia nãi nãi cùng nàng nói cái kia cố sự cũng nói một lần cấp tạ hoa hương nghe. Tạ hoa hương nghe xong sau đó cũng là cảm khái thâm hậu. Nói như vậy, này thẩm đại tráng cũng là cái người có tình nghĩa A, à, như vậy cũng hảo, cùng như vậy người hợp tác, không tất lo lắng hắn sẽ sau lưng đâm ngươi một đao, bất quá ngươi đình sinh ca nhìn người đặc biệt chuẩn, hắn tìm tới người nhất định không sai được. Tạ hoa hương nhớ rõ, đời trước thẩm đình sinh đặc biệt biết người thiện dùng, bên người cũng quả thật có nhất ban đối hắn trung thành và tận tâm, các phương diện năng lực cũng phi thường cường thủ hạ, đem hắn sự nghiệp thủ được giống như thiết thùng giang sơn giống nhau. Bất quá này cũng cùng hắn dùng người thì không nghi ngờ người có quan, hắn muốn dùng một cá nhân, liền sẽ cho hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng tuyệt đối ủy quyền, đi theo hắn làm việc, tuyệt đối sẽ không có các loại nghẹn khuất cảm giác, hơn nữa hắn làm người hào phóng, bỏ được cùng người chia sẻ tài phú, cho nên người khác cũng nguyện ý vì phần này sự nghiệp đi liều mạng. Nghĩ này đó, Tạ Hoa Hương không khỏi bất mãn mà trừng mắt nhìn Thẩm lệ Hoa một mắt. Ngươi hài tử này, như thế nào cũng đi theo những cái đó bà ba Hoa nói huyên thuyên a, à, làm hại ta cũng hơi kém tin ngươi, quan uổng người tốt. Thẩm lệ Hoa lập tức thành khẩn mà xin lỗi. Xin lỗi, Tạ tỷ tỷ, ta biết sai về sau nhất định không nghe người khác nói cái gì sẽ tin cái gì. Cũng biệt ở sau lưng tùy tiện nếu nói đến ai khác nói bậy. Tạ hoa hương lại thêm thượng một câu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có thẩm đình sinh thanh âm. Đại tráng ca, mau vào. Cũng không biết hắn là nói như thế nào phục thẩm đại tráng cùng hắn làm một trận này tóm xã hội chủ nghĩa lông dê hoạt động. Chẳng những thẩm đại tráng lại đây, liên hắn nhi tử thẩm cốc thương cũng đi theo cùng nơi lại đây. Thẩm cốc thương hai ngày này bị thẩm đại tráng câu ở nhà đọc sách học tập, buồn được trên người hắn đều khoái trường xuất nấm đến, đừng nhìn hắn vóc người tiểu, đánh tiểu thể trạng cũng không thế nào hảo, có thể cố tình đặc biệt mà hoạt bát hiếu động, mông dưới giống có cái đinh dường như, như thế nào cũng ngồi không yên, muốn hắn ở nhà học tập, có thể xem như muốn hắn mạng già. Chính nghẹn được hoảng ni, đột nhiên thấy thẩm đình sinh tìm đến hắn ba, còn thần thần bí bí mà đem hắn đuổi ra đi chơi, liên cửa phòng đều đóng lại. Lúc này Thẩm Cốc Thương đến không nhớ thương đi ra ngoài chơi, mà là ghé vào khe cửa thượng, lén lúc mà nghe trong vừa nói chuyện, bọn họ nói những cái đó, hắn cũng nghe không hiểu lắm, liền nghe thấy thấy trảo đại lợn rừng, có thể ăn thượng thịt heo. Kích động vạn phần Thẩm Cốc Thương đột ngột một đẩy cửa, đại hô một tiếng. Ta cũng muốn ăn lợn rừng thịt sợ tới mức hắn cha một phen che miệng của hắn, nếu cổ sách vào nhà. Xú tiểu tử nói bậy bạ gì đó, nhìn ta không đánh ngươi. Đánh ta ta cũng muốn ăn lợn rừng thịt, các ngươi đi đâu ta liền cùng đi nào, không phải ta liền đi ra ngoài ồn ào ngươi có lợn rừng thịt không cho ta ăn. Này hỗn vui lòng tiểu tử uy hiếp hắn cha nói. Vì tránh cho thẩm cốc thương chạy đi ra ngoài nói lung tung, thẩm đại tráng chỉ có thể đem tiểu tử này cũng mang lại đây thẩm lệ hoa kinh hỉ mà chạy tới. Kho thóc, ngươi cũng tới rồi. Thẩm cốc thương bị nàng nhiệt tình sức lực hoảng sợ. Sao nha, ta cũng không có lợn rừng thịt cho ngươi ăn a. À. Cái gì lợn rừng thịt a? À? Thẩm lệ hoa mạc danh kỳ diệu, nàng vừa rồi sở dĩ cao hứng như vậy, là nghĩ đến nếu nàng ca muốn đại tráng bá bá cùng bọn họ làm một trận, nói cách khác địa đạo sự có thể cho bọn họ biết, khi nàng là có thể mang thẩm cốc thương đến bên kia ngọn núi đi trích nấm hương. Chính mình lời hứa rốt cục có thể thực hiện, cuối cùng không cần bởi vì nói không giữ lời mà thật dài cái mũi, thẩm lệ hoa nhất thời cao hứng được qua đầu, mới có thể đối thẩm cốc thương cái kia ghét hùng hài tử như vậy nhiệt tình. Thẩm đình sinh cũng không tính toán giấu các nàng, vì thế đơn giản mà nói một chút, liền nói hắn cùng vương vệ thanh ngày hôm qua phát hiện có lợn rừng đến quá dấu vết, liền đào cái bẫy rập, không nghĩ tới thật sự nắm chắc một cái. Kết quả tưởng tể thời điểm mới phát hiện kia là một đầu heo mẹ, hơn nữa trong bụng còn hoài trư nhóc con khoái sinh. Bọn họ muốn đem trư nhóc con làm ra đến dưỡng đại, về sau liền có cùng cuộn không ngừng thịt heo ăn, chính là hai người bọn họ kỹ thuật không được, cho nên đặt mà tìm thẩm đại tráng lại đây. Nếu này trư tể thật có thể dưỡng đứng lên, về sau thẩm đại tráng liền gia nhập bọn họ, chuyên môn phụ trách dưỡng trư. Tạ Hoa Hương vừa nghe nắm chắc lợn rừng, cũng thập phần tò mò, nàng lớn như vậy còn chưa thấy qua thật sự lợn rừng ni, ba ba mà nhìn thẩm đình sinh. Ta cũng muốn đi, đã sẽ các ngươi đem trưa giết, thịt heo nhất định phải xử lý tốt, ta đi hỗ trợ. Thẩm cốc thương cùng lại đây chính là vì nhìn lợn rừng, đương nhiên cũng muốn đi theo đi qua, thẩm lệ hoa thấy bọn họ đều đi, cũng xảo muốn cùng đi, cuối cùng thẩm đình sinh liền đành phải mang theo một đống lớn người cùng nhau chui địa đạo, giao đại thẩm gia nải nải giúp đỡ xem trọng địa đạo nhập khẩu quảng hầm ngầm trước thẩm đình sinh còn tính toán đi phòng bếp đem đại chảo sắt tháo xuống bối ở trên người tạ hoa hương mở to hai mắt nhìn ngươi thật tính toán đương trường nấu thịt heo ăn à thẩm đình sinh nói không là, này nồi là dùng để nấu nước nóng trư da không cần nấu nước thẩm đại tráng khoát tay, chúng ta dùng đốt bên kia có thủy nguyên sao thủy nguyên đương nhiên là có muốn không thế nào nói trước kia kia đại quan tuyển có thể là một cái phong thủy bảo địa mà, sơn cốc kia chẳng những độ dốc bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu, xuất khẩu bên cạnh liền có một mắt suối nguồn, ồ ồ mà toát ra nước suối, thanh lương ngọc lành. Vì phương tiện lấy dùng, lúc ấy còn dùng tạc bình hòn đá thế cái ao dùng để tích trữ nước, mấy ngày nay Thẩm Đình Sinh bọn họ đã đem ao bên trong nước bùng cùng rêu xanh đều thanh lý sạch sẽ, một trì thủy thanh triệt thấy đấy, các nước thời điểm tùy thời nâng lên đến liền có thể uống. Có thủy nguyên liền đi. Thẩm đại tráng tay to vung lên, tiếp đón mọi người nhanh chóng đuổi kịp. Hiện tại sắc trời đã có chút đen xuống, hắn sợ đại sẽ thiên hoàn toàn hắt xuống dưới, thấy không rõ liền không hảo xuống tay. Thẩm lệ hoa lần trước uy đến mắt cá chân tuy rằng bị lộng hảo, nhưng đi đường vẫn có chút nhi không dễ chịu. Thẩm đại tráng ngại nàng đi được chậm, đơn giản đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, đem người một phen bối đến bối thượng liền đi, dù sao hắn một nhóm người khí lực, bối thẩm lệ hoa kia tiểu thân thể cùng không có dường như, một chút cũng không cố sức. Thẩm lệ hoa vừa mới bắt đầu còn có chút nhi xấu hổ, nhưng sau lại thấy mọi người đều cảm thấy lơ lỏng bình thường, liền cũng hiểu được không có gì, còn đánh bạo tại thẩm đại tráng bên tai nói một câu. Đại tráng ca, lần trước ngươi giúp ta trị hết chân, ta còn chưa nói cảm ơn đi. Thẩm đại tráng cùng thẩm đình sinh ngang hàng, nhưng tuổi tác so thẩm đình sinh muốn đại thượng mười mấy tuổi mà hắn nhi tử thẩm cốc thương tuổi tác thì cùng thẩm lệ hoa không sai biệt lắm đại nhưng dựa theo bối phận thẩm lệ hoa cùng thẩm đại tráng cũng là đồng nhất bối cho nên gọi hắn ca mà thẩm cốc thương thật bàn tới đến là được muốn giáo thẩm lệ hoa cô cô thẩm đại tráng ha ha một cười cùng ta ngươi còn khách khí gì nha thanh âm của hắn hùng hậu tục tầng nếu là đặt ở trước kia quan là nghe đến cái thanh âm thẩm lệ hoa đều muốn sợ tới mức phát trung hiện tại biết hắn là cái người tốt sau đó nghe đến cái thanh âm chỉ cảm thấy đến kiên định liên tại như vậy hát địa đạo bên trong đều không sợ hãi đặt nhượng người có cảm giác an toàn vài cái người từ địa đạo khẩu đi ra lại xuất hồ ý liêu mà nhìn thấy một mảnh sáng ngời nguyên lai là thủ ở chỗ này nhìn lợn rừng vương vệ thanh nhàn rỗi không có việc gì trừ bỏ châm một đống lớn lửa trại ở ngoài còn trắc hảo chút cây đuốc vòng quanh lợn rừng cắm một cái vòng lớn châm về sau đem chỉnh một miếng đất lớn phương đều chiếu được sáng trưng thẩm đại tráng không nhượng thẩm đình sinh đem đại chảo sắt bối lại đây ngược lại là nhượng hắn dẫn theo một cái đại một bồn cùng thùng gỗ đại một bồn dùng để trang bào đi ra tiểu trư tể vạn nhất không cứu ra còn có thể dùng để trang thịt heo thùng gỗ có thể dùng đến thịnh thả ra trư huyết tuy rằng nói này lợn rừng bị bẫy rập đế một thứ trác chảy không thiếu huyết nhưng nhiều ít cũng vẫn là có thể dư chút. Thẩm đại tráng dùng chính là nhà bọn họ tổ truyền đao giết heo, thoạt nhìn đen nhánh, trên thực tế có thể sắc bén, người khác dùng món chính đao đem hết bú sữa khí lực khả năng đều khảm bất động lợn rừng da, nhìn hắn giống như không phí cái gì khí lực, liền hoa mở một cái lỗ hổng lớn. Chỉ thấy hắn thật cẩn thận mà dùng mũi đao cắt qua lợn rừng bụng, khống chế được lực đạo, một chút cũng không làm bị thương bên trong trư tể, khi lợn rừng thê lương mà kêu lớn lên, gọi vào một nửa lại im bặt mà ngừng giống là bị người đột nhiên chặt đứt yết hầu thẩm đại tráng đem lợn rừng khoang bụng căng ra chân tay khẽ khàng mà đem bên trong trư tể một cái một cái mà móc ra lấy ra một cái cẩn thận mà nhìn nhìn nói đủ tháng phỏng chừng có thể dưỡng được sống này heo mẹ nếu là không xuất sự phỏng chừng sản tể cũng là này một hai ngày sự tạ hoa hương nhìn kia cả người dính đầy huyết nhúc nhích mà động tiểu nhục đoàn trong lòng có chút sợ hãi này thật có thể dưỡng đại sao như vậy tiểu có thể ăn cái gì à thẩm lệ hoa xem qua đội trong heo mẹ sản tể này tiểu trư tể sinh ra đến sau đó heo mẹ sẽ một cái chỉ mà dùng đầu lưỡi bắt bọn nó trên người liếm khô tịnh tiểu hài tử trời sinh đối tiểu động vật tràn ngập ái tâm nàng đau lòng này mấy cái tiểu trư tể nhất sinh đi ra sẽ không có heo mẹ chiếu cố liền muốn học heo mẹ bộ dáng đi chiếu cố một chút chúng nó vì thế đối thẩm cốc thương nói xem đi, ta nói mang ngươi đến một cái hảo địa phương trích nấm hương, không sai đi, ở đây nấm hương có thể nhiều, chờ ngày mai trời đã sáng, ta mang ngươi đi trích đi. Thẩm cốc thương lòng tràn đầy hướng về mà nói. Lệ hoa tỷ ngươi ở đây thật tốt quá, ta đều tưởng trụ ở chỗ này không đi ra ngoài. Trụ ở đây nhiều hảo A, lại không có trường học, không cần đến trường, mỗi ngày chỉ cần tại trên núi vung hoang nhi mà chơi là có thể. Gọi ta cô thẩm lệ hoa bình chân như vậy mà nói đem ngươi trên người cái này áo choàng ngắn thoát ra cho ta đi thẩm lệ hoa nói a à, vì sao a à? thẩm cốc thương vẻ mặt không giải có thể vẫn là ngoan ngoãn mà đem áo choàng ngắn cấp thoát ra hắn còn tưởng rằng thẩm lệ hoa là tính toán muốn dùng hắn áo choàng ngắn đến bọc nấm hương ni kết quả thẩm lệ hoa đem hắn áo choàng ngắn lấy đến suối nguồn bên kia dùng thủy làm ướt Lấy về nhẹ nhàng mà đem tiểu trư tể trên người dính dịch cùng vết máu lau đi, một bên sát còn một bên đau lòng mà nói. Tiểu đáng thương nhi, thật đáng thương, liên thân mụ một mụn sữa đều không uống qua. Tiểu trư tể lau sạch sẽ sau đó, toàn thân là phấn hồng sắc, lông xù, ánh mắt đều còn không mở, hoặc nhìn cư nhiên rất khả ái, tạ hoa hương cũng có chút sốt ruột. Đúng vậy, không có sữa, chúng nó ăn cái gì nha? Thẩm đại tráng nói. Ngao điểm nước cơm uy một chút đi. Vương vệ thanh vỗ đùi, nói. Đối, chúng ta đội trong heo mẹ không là mới vừa hạ tể mà, nếu không ta đem ta tiểu trư tể mang đi qua, nhượng đội trong heo mẹ giúp đỡ uy vài ngụm. Chương 85 85 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi nghĩ đến ngược lại là đỉnh Mỹ, đội trong heo mẹ có thể cho ngươi uy lợn rừng tể sao? thẩm đại tráng không cho là đúng mà nói. Không nghĩ tới thẩm đình sinh trầm ngâm một chút đột nhiên ra tiếng. Nói bất định còn thật đi. Tam đội chuồng heo nguyên bản cùng chuồng bò không là tại cùng nhau, nhưng cũng là lâu năm thiếu tu sữa, vì tránh cho giống lần trước chuồng bò sụp đổ như vậy sự kiện lần thứ hai phát sinh, đội trong tại lần nữa đắp chuồng bò thời điểm, thuận tiện tại chuồng bò bên cạnh cũng đắp tân chuồng heo, đem đội trong trư đều lộng đến tân chuồng heo bên trong nuôi. Hơn nữa như vậy còn có một chỗ tốt, đội trong cũng không cần an bài người tại buổi tối mặt khác trong giữ chuồng heo, trực tiếp nhượng ở tại chuồng bò trong khang học hàng cùng nhau nhìn liền hảo. Nói cách khác, hiện tại trong giữ đội trong kia đầu mới vừa sinh tể đại heo mẹ, chỉ có khang học hàng một cá nhân, mà khang học hàng cùng thẩm đình sinh quan hệ không sai, hỏi hắn thảo chút trư nãy hẳn không phải là cái gì việc khó đi, dù sao chỉ cần không bị người phát hiện, đây là khang học hàng cá nhân lại không chịu thiệt. Thẩm Đình Sinh đem cái này lý do nói, mọi người đều cảm thấy lời này có đạo lý, vì thế nhất trí khoái trá mà quyết định, trước đêm trư giết, chờ đến nửa đêm dạ thâm nhân tỉnh thời điểm, lại đem trư tể mang đi ra ngoài tìm heo mẹ uống nải. Trư tể móc ra về sau, dư lại tới liền hảo xử lý, trước nâng lên lợn rừng một bên lấy máu, này đại lợn rừng cũng thật đủ trầm, ba cái đại nam nhân tài năng nâng lên đến, những dư lại huyết từ ít hầu động mạch chủ giữa dòng đến thùng trong. Tạ Hoa Hương dựa theo thẩm đại tráng nói, mang theo hai cái hài tử đi nhặt được một đống lớn khô châm, sau đó đôi đến lợn rừng trên người, trước đốt một vòng. Đốt hoàng về sau kéo dài tới thủy biên, một bên tưới nước một bên dùng đao đem lợn rừng biểu bị thượng đốt trọi bộ phận cạo, kia mau liền bị thốn được sạch sẽ, trư gia cũng bị đốt thành kim hoàng sắc, còn tản mát ra từng trận mùi thịt vị. Vương vệ thanh nuốt nước miếng một cái. Mụ nha, muốn không ngửi được cái này hương vị còn cảm thấy không có gì nghe thấy tới này vị nhi này trong bụng thèm ăn trùng liền áp không ngừng thịt tươi đều hận không thể gặm thượng hai khối thẩm lệ hoa cùng thẩm cốc thương dù sao cũng là tiểu hài tử nhìn vết heo cũng liền nhìn cái náo nhiệt xem bọn hắn luôn luôn tại nơi ấy quát trư gia quát nửa ngày đã sớm không tính nhẫn nại bởi vì trời đã tối rồi thẩm đình sinh không cho phép bọn họ chạy quá xa đi chơi hai cái người liền lộng căng nhánh cây điểm dơ tại phụ cận đông đi đi tây nhìn xem, không tự chủ được mà đều đối bị cây mây cỏ dại bao trùm kia mấy gian phòng ở sinh ra tò mò. Mau tới, bên này có cái động có thể tiến vào đi. Thẩm cốc thương hưng phấn mà hướng thẩm lệ hoa vẫy tay hô to. Thẩm lệ hoa vội vàng chạy tới, hai người tay cầm tay cùng nhau chui đi vào, phòng ở cửa phòng sớm đã mục nát được không thành bộ dáng, duỗi tay nhẹ nhẹ một đẩy liền ngã xuống, trong phòng tối om, tản mát ra một cổ mốc hũ khí vị. Thẩm Cốc Thương thanh âm hơi hơi có chút phát run. Này bên trong có thể hay không có quỷ a? À? Thẩm Lệ Hoa cảm giác đến trong lòng bàn tay của hắn sấm xuất mồ hôi, nàng kỳ thật cũng đỉnh khẩn trương, chính là lão sư trong trường nói qua, bọn họ phải có chủ nghĩa duy vật thế giới quan, trên cái thế giới này là căn bản không có quỷ. Đương nhiên là có quỷ nha." Thẩm Lệ Hoa nói. Thẩm Cốc Thương thiếu chút nữa không bị nàng sợ tới mức một nhảy ba thước cao liên khớp hàm đều tại rung lên. Ngươi, ngươi, ngươi đừng dọa ta a, à, chỗ nào có quỷ a, à, trên cái thế giới này là không có quỷ. Nói xong hắn đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực, cho chính mình thêm can đảm. Quỷ không liền ở bên cạnh ta mà, người nhát gan. Hừ, ngươi mới người nhát gan đi. Thẩm cốc thương tức điên, dùng sức bỏ ra thẩm lệ hoa tay, một cá nhân hướng đi vào. Thẩm lệ hoa tại sim y thượng xoa xoa lòng bàn tay hãng, cũng theo đi vào. Căn phòng này cùng bọn họ thôn trong dân quê đắp phòng ở không giống nhau, địa thượng là phô thanh gạch, bên cạnh tường cũng là dùng thanh gạch thế đứng lên, trong phòng có vẻ đặc biệt cao đại, bởi vì ẩm ướt duyên cớ, trong phòng gia cụ đều mục nát, nhưng vẫn là nhìn ra được, mấy thứ này tại nguyên bản hoàn hảo thời điểm, là nên có cỡ nào khí phái. Thẩm lệ hoa sớm nghe hắn ca nói quá, nơi này phòng ở là thời cổ hậu đại quan trong nhà đắp ở trong này tị nạn dùng, không khỏi nhắc tới này đó kẻ có tiền thật quái, tị nạn phòng ở cũng tu được như vậy hảo. Đang tưởng đi qua đi sờ sờ nhìn trước mặt nhất trương ghế bành, đột nhiên nghe được thẩm cốc thương một tiếng hô to. Hoa! Thẩm lệ hoa nhanh chóng chạy tới. Sao nha? Thẩm cốc thương hưng phấn mà xoay người. Mau nhìn, nơi này có ăn ngon. Trong phòng đen tuyền, thấy không rõ lắm có gì ăn ngon, thẩm lệ hoa đem châm nhánh cây để sát vào nhìn, này mới phát hiện nguyên tới nơi này là một gian phòng bếp, nhưng liền tính là phòng bếp, đó cũng là hơn 100 năm trước phòng bếp, còn có thể ăn ngon, kia thật sự là có quỷ rồi đó. Thẩm lệ hoa nhìn kỹ nhìn, nhà có tiền phòng bếp chính là không giống nhau, liên bệ bếp đều là dùng thanh gạch lũy, lại khoan lại đại, một chữ gạt ra ba cái bếp mắt, hai cái đại chảo sắt, một cái thâm nồi, bên cạnh là nhất trương rộng lớn án bàn, đá phiến thế, còn có chỉnh chỉnh hai mặt tường đại ngăn tủ mặt trên bày đầy các loại bồn bồn bình bình. Ăn ngon ở chỗ nào ni? Thẩm lệ hoa kỳ quái hỏi. Thẩm cốc thương chỉ chỉ trên đỉnh đầu. Ở đây treo ni. Thẩm lệ hoa giơ tay lên trung nhánh cây vừa thấy, không khỏi cười, cái gì ăn ngon nha, nguyên tới chỗ này treo một loạt chân giò hung khói ni, đáng tiếc a, à, tất cả đều thành hông gió thịt, này hơn 100 năm trước chân giò hung khói, nếu ai dám ăn, nàng bội phục hắn là thật sự dũng sĩ. Thẩm cốc thương không cam lòng, chân giò hung khói không có thể ăn, tổng có thể tìm tới có thể ăn đồ vật đi. Vì thế lục tung, đem những cái đó bồn bồn bình bình đều mở ra xem, trước kia khả năng thật là chứa đựng rất nhiều thực vật, chính là thâm niên lâu ngày, tự nhiên là tra đều không còn. Ngược lại là thẩm lệ hoa cảm thấy này đó nồi bát bồn gáo tất cả đều là hảo đồ vật, ngược lại là có thể mang về dùng. Lúc này nàng đột nhiên có cái ý tưởng, cái chỗ này nếu là cổ đại đại quan tị nạn dùng, kia có thể hay không cất giấu cái gì vàng bạc tài bảo gì gì đó đi Vì thế nhanh chóng kéo lại thẩm cốc thương. Ai, phòng bếp có cái gì dễ nhìn, nếu không chúng ta lại đến cái khác gian phòng đi xem có không có vật gì tốt đi. Thẩm cốc thương cũng chính cảm thấy nhìn mấy thứ này không thú vị ni, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức lại rời đi trận địa thám hiểm đi, đáng tiếc trong phòng càng là không thú vị, giường đệm chăn ngược lại là có, chính là đều lạng được không sai biệt lắm, còn có trong tủ treo quần áo sim y cũng là giống nhau, vương tay một đụng liền tất cả đều thành toái bố phiến, còn sạc được bọn họ liên tiếp đánh hảo mấy nhảy mũi. Toàn bộ phòng ở dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là phòng bếp tốt nhất chơi, vì thế hai cái hài tử lại trở lại phòng bếp trong, thẩm cốc thương nói. Đại sẽ trư giết hảo, nên nấu thịt ăn đi, nếu không chúng ta nâng cái nồi đi ra ngoài nấu thịt. Hảo. Thẩm lệ hoa đồng ý. Vì thế không bao lâu sau đó, tạ hoa hương liền nhìn thấy hai cái choai choai hài tử, thở hổn hển thở hổn hển mà nâng một cái đại chảo sắt, từ trong bụi cỏ chui ra, kia chảo sắt, so trước thẩm đình sinh tính toán bối tiếng vào còn muốn đại thượng hảo nhiều ni. Nàng chấn động, đi nhanh lên đi qua hỏi kia hai hài tử. Chỗ nào tới chảo sắt? Thẩm lệ hoa chỉ chỉ phía sau. Kia trong phòng, bên trong còn có hảo nhiều đồ vật ni, đại sẽ ta mang điểm về nhà trong dùng nhà bọn họ nồi bát gáo bồn đều là thôn trong mặt khác nhân gia đáng thương hai huynh muội bọn họ gì cũng không có, đông gia một cái tây gia một cái cho bọn hắn đưa lại đây, đến nay tố thái chảo sắt đều thiếu một cái lỗ tai, ăn cơm bát gì gì đó càng không cần nói, đều là chỗ hổng thông suốt răng. Khoái mang ta đi nhìn xem. Tạ Hoa Hương tò mò mà nói. Vì thế hai cái tiểu hài tử đem đại chảo sắt hướng địa thượng một phóng, lại mang theo Tạ Hoa Hương chui đi vào, Thẩm lệ Hoa tùy tay từ trong tủ treo quần áo xuất ra một cái khay cấp tạ Hoa Hương nhìn, Tạ tỷ tỷ ngươi nhìn, cái này mang về dùng để trang dưa muối vừa mới hảo. Tạ Hoa Hương nhìn khay cái đấy, Đại Thanh Càn Long năm chế, vài cái cảnh đức trấn quan lò chữ khắc thập phần không lời gì để nói, khó trách này khay nhìn nhìn quen mắt, không chính là đời trước tại Thẩm đình sinh trong thư phòng nhìn đến quá kia kiện đặt tại giá sách thượng lỗi thời sao. Nguyên lai like này ngoạn ý ban đầu thời điểm là dùng để trang dưa muối bất quá mấy thứ này hiện tại cũng không có khả năng xuất ra đi bán dùng để trang dưa muối giống như cũng không cô phụ nó giá trị sử dụng liền gật đầu đi đi bất quá muốn coi chừng một chút nhi ngàn vạn biệt khái hỏng rồi Khi đương nhiên thẩm lệ hoa yêu quý mà nói như vậy hảo khay đi mua nói được muốn hảo mấy mau tiền ni khái hỏng rồi rất đáng tiếc a à. trừ bỏ này đó nồi bắt gáo bồn tạ hoa hương đối ngăn tủ phía dưới kia một đại bài đại đại tiểu tiểu bình gốm cũng rất cảm thấy hứng thú, nàng đang nghĩ tới như vậy đại lợn rừng, ăn không hết thịt heo cất giữ cũng rất thành vấn đề, cũng không thể nhất phân tam phần, làm cho bọn họ từng người sách mang về gia đi, chẳng những ở trên đường dễ dàng bị người phát hiện, chính yếu vẫn là nấu thời điểm sẽ có hương vị, bọn họ đều là ở tại thôn trong. Này phòng bếp trong đột nhiên toát ra cái mùi thịt đến. Hàng xóm nhất định phải tới hỏi cái đến tột cùng như thế rất tốt, này đó đại đại tiểu tiểu bình gốm dùng để làm xương cốt ra gì gì đó chính vừa lúc. Tạ hoa hương chọn vài cái bình gốm, những lưỡng tiểu hài tử giúp đỡ cùng nhau dọn đi ra ngoài, dùng thảo lá cây cùng thanh thủy sát tẩy sạch sẽ. Mới vừa nâng đi ra ngoài kia khẩu đại chảo sắt cũng dùng thảo diệp cùng tế sa đem vết rỉ xét sát, sát tẩy sạch sẽ, thẩm đình sinh tại giúp đỡ thẩm đại tráng trợ thủ, vương vệ thanh liền dùng hòn đá lũy một cái đại táo, trước đốt một bát tô nước nóng đảo rớt. Tạ Hoa Hương nhượng hai cái tiểu hài tử phụ trách nhóm lửa, lại đem bát tô đốt nhiệt sau đó, lấy hai cây nhánh cây kẹp khởi một khối thịt béo, đem bát tô trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đều sát lau một lần, này hạ toàn bộ bát tô đều biến đến du quan sáng loáng, cùng tân cũng sấp xỉ. Mắt thấy này trư cũng giết được không sai biệt lắm, Tạ Hoa Hương đem một vài trư xuống nước trước lấy ra, tẩy sạch sẽ bỏ vào nồi trong đôn, một bên làm việc một bên cùng mọi người nói một chút ý tưởng của nàng, trưng cầu đại gia ý kiến. Vì tránh cho những người phát hiện, này trư ni, cũng không phân cho bọn hắn mang về, dễ dàng nhận người mắt, đêm nay trước đôn thượng một bát tô, mọi người mỹ mỹ mà ăn thượng nhất đốn. Dư lại, bởi vì là khó được đánh tới một lần lợn rừng, cũng không cần cầm bán, nàng tính toán tất cả đều làm thành có thể trường kỳ bảo tồn, lưu trữ từ từ ăn. Hỏa thiêu trư gia, đầu heo đốt thành vàng ống ánh sau làm thành cây cải củ làm thịt, xương sườn làm xương cốt ra, tứ điều chân giò heo đều làm thành chân giò hôn khói, thịt béo ngao trư du, bụng đế thịt làm thành cái bình thịt, dư lại thịt một phần phơi nắng thịt khô, một phần thêm thượng phối liệu làm thành lạp xưởng, trư huyết liền thêm thượng đậu hũ, làm đậu hũ tràng. Tạ Hoa Hương vừa nói, bên cạnh kia hai cái hài tử liền một bên duỗi trưởng cổ nuốt nước miếng, đặc biệt thẩm cốc thương, chảy chảy nước miếng nói. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon, ăn đến quá niên cũng ăn không hết a. À. Tạ Hoa Hương nói tiếp đi. Các ngươi nếu là tin được ta ni, mấy thứ này ta cũng không cho các ngươi mang về, liền phóng ở chỗ này bảo quản, các ngươi mỗi ngày kết thúc công việc về sau cũng không cần về nhà ăn cơm, trực tiếp thượng ở đây đến, ta cho các ngươi nấu cơm ăn, này đó thịt a, liền lưu trữ từ từ ăn, tránh cho các ngươi mang về làm đi ra rất hương chọc người hoài nghi, các ngươi nhìn thế nào? Chương 86. 86 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vương vệ thanh lập tức tỏ vẻ hắn quan cô một cái ở chỗ nào ăn cơm đều nhất dạng hắn ngày mai liền trở về đem trong nhà dư lại khẩu lương đều lấy đến đặt ở thẩm gia cùng nhau kết phường nấu cơm người ăn nhiều cơm mới đủ hương ni chờ này một tra khẩu lương ăn xong mà trong loại đồ vật cũng không sai biệt lắm có thể thu hoạch sau này a à, tự loại tự ăn trước không quan tâm có thể hay không tránh đến tiền tối thiểu chịu đói là không cần lại chịu đói thẩm đại tráng kỳ thật cũng ước gì như vậy hắn một đại nam nhân lại đương cha lại đương nương mỗi ngày kết thúc công việc trở về mệt thành cậu còn phải cấp xú tiểu tử nấu cơm nấu cơm liền tính xú tiểu tử còn muốn ghét bỏ hắn làm cơm không thể ăn còn cả ngày nhắc tới nhượng hắn đi tìm cái nấu cơm ăn ngon mẹ kế thật sự là tâm mệt xú tiểu tử là chưa ăn quá đau khổ không biết thật sự tìm cái mẹ kế trở về nếu là cái tâm địa không hảo, số tiểu tử liên hương vị không hảo đồ ăn cũng không nhất định có thể ăn được hết." Thẩm đại tráng cào cào cái ót nói. "Cái này hảo là hảo, nhưng chỉ có có thể hay không rất phiền toái các ngươi." Tạ Hoa Hương cười nói. "Có cái gì phiền toái, dù sao chúng ta nơi này nhiều như vậy miệng ăn, không quản các ngươi có ăn hay không, đều là muốn nấu cơm, nhiều hai người các ngươi cũng liền nhiều làm một chút mà thôi, hơn nữa cũng không phải đến ăn không." kho thóc nghe thấy không ngươi được với ngươi lệ hoa cô nhất dạng giúp đỡ nhóm lửa rửa rau biết không thẩm cốc thương nghe thấy có thể mỗi ngày đều đến ăn hảo ăn chỗ nào còn quản cái khác a à, còn sợ hắn cha không đáp ứng nhanh chóng cái gì đều ứng hạ tạ hoa hương nói tiếp đi vừa rồi ta đến kia trong phòng xem qua bên trong đều còn rất cốt các ngươi nhìn chúng ta có phải hay không đem này mấy gian phòng ở thanh đi ra về sau muốn làm việc thời điểm liền ở chỗ này nấu cơm ăn mặt khác phòng ở cũng có thể dùng để đương kho hàng về sau thu lương thực liền đều tồn ở chỗ này cũng không cần dọn về đi còn lo lắng bị người khác phát hiện mọi người đương nhiên không có mặt khác ý kiến liền tính ở đây nguyên vốn không có phòng ở bọn họ mỗi ngày ở chỗ này làm việc cũng phải đáp cái lều nấu cơm dùng có sẵn hảo phòng ở không dùng uổng phí vương vệ thanh tuốt khởi tay áo liền muốn bắt đầu động thủ bị thẩm đình sinh ngăn cản thời gian cũng không còn sớm ngày mai đội sản xuất trong còn muốn bắt đầu làm việc ni, mọi người ăn chút thịt, đi về trước đi ngủ đi. Này đó sự việc cũng không vội với nhất thời làm xong. Tạ Hoa Hương cũng nói. Không sai, ta ngày mai xin nghỉ không đi bắt đầu làm việc, sau đó tới nơi này đêm này đó thịt đều xử lý tốt, các ngươi yên tâm đi bắt đầu làm việc, trở về về sau lại tiếp tục làm việc. Thẩm lệ hoa cùng thẩm cốc thương cũng dơ lên tay. Ngày mai chúng ta cũng ở chỗ này giúp đỡ vừa mới tạ hoa hương phóng tới nồi trong đi nấu trư xuống nước cũng bắt đầu toát ra hương vị nhi đến, mọi người khô nửa buổi tối sống, bụng đã sớm đói bụng đến phải thầm thì gọi, lập tức cũng cố không hơn không du không muối, một người một đôi từ phòng bếp trong tìm ra chiếc đũa, gãy đẩy đứng lên liền hướng miệng trong đưa. Chẳng sợ còn mang theo mùi tanh ni, làm theo ăn được thơm ngào ngạt, cuối cùng liên nấu thịt than cũng không phóng quá, một người một chén phân cái sạch sẽ. Người khác là có thể hồi đi ngủ, có thể thẩm đình sinh còn có một cái nhiệm vụ, muốn đi cấp tiểu trư tể uy nải, nói cách khác, còn thật sợ chúng nó sống không quá cái này buổi tối. Tạ Hoa Hương cùng thẩm đình sinh cùng nhau, dùng một bồn nâng này tám chỉ tiểu trư tể, cùng nhau đến tân kiến chuồng bò nơi ấy. Chuồng bò chuồng heo vị nhi đại, cho nên kiến ở tại ly mọi người chỗ ở đều khá xa, chỉ cần không lớn tiếng kêu la, giống nhau cũng sẽ không bị người nghe thấy bên này động tĩnh thẩm đình sinh đến chuồng bò cửa một bên gõ cửa một bên nhẹ giọng hô vài câu khang lão sư khang lão sư mở cửa khang học hàng vốn là cảnh tỉnh nghe được vang động lập tức nhảy dựng lên cái gì người là ta đình sinh ta có việc muốn tìm một chút ngài phiền toái ngươi tới khai một mở cửa thẩm đình sinh đè thấp giọng nói khang học hàng cũng khẩn trương lên hơn nửa đêm đột nhiên tới cửa sau có thể có cái gì sự tình tốt liên xiêm y cũng không quan tâm xuyên liền chạy đi mở cửa khang lão sư hảo tạ hoa hương cũng cười tủm tỉm mà đánh cái tiếp đón phanh mới vừa đánh mở cửa lập tức lại đóng lại có nữ nhân như thế nào cũng không nói sớm khang học hàng oán giận một câu nhanh chóng đem quần áo mặc vào mới lần nữa mở cửa lần này một mắt liền nhìn thấy thẩm đình sinh trong tay cái kia đại chậu không khỏi nhạc nha nào làm ra nhiều như vậy thịt cho ta bữa ăn ngon đến Tạ Hoa Hương không cao hứng. Khang Lão sư, ngài nhìn kỹ nhìn, đây đều là sống. Không là, các ngươi hơn nửa đêm đêm này đó trư tể lấy đến, lại không là cho ta ăn, chẳng lẽ là cho ta dưỡng a? À? A, à, chờ một chút, các ngươi này trư tể nào tới? Nên không là tại ta cái này chuồng heo trong trộn đi. Khang học hàng biến sắc. Hắc hắc, ngài nói đúng. Thẩm đình sinh trả lời chính là hắn câu nói đầu tiên cũng không chính là lấy lại đây nuôi nấng mà. Khang học hàng quá sợ hãi. thật sự trộm, ngươi, ngươi, các ngươi, nhanh chóng cho ta đưa trở về, biệt hại ta lại phạm sai lầm a, à, không là, các ngươi trộm trư tể, kia heo mẹ như thế nào đều không gọi a, à. các ngươi đem heo mẹ như thế nào nha. Thẩm đình sinh không biết làm thế nào. đại gia, ngài nhìn kỹ nhìn, đây là ngài trư tể sao? ánh trăng hôn ám, khang học hàng không lưng xuống cơ hồ đem ánh mắt dán thượng một bồn. Giống như không quá giống, ta ở đây trư tể không như vậy tiểu. Vừa dứt lời, còn không kịp đứng lên đi, đột nhiên một cái tiểu trư tể đột nhiên bẹp một chút, kéo ngâm thỉ đi ra. Khang học hàng lập tức nắm bắt cái mũi sau này nhảy ba bước xa. Ngoạn ý gì? Tạ hoa hương cười đến thẳng không khởi eo. Thẩm đình sinh nói. Là như vậy khang lão sư, ngài xem một qua trư tể nhiều khả ái, có thể chúng nó cũng đủ đáng thương, mới nhất sinh đi ra sẽ không có nương, đời này còn không uống qua một ngụm nải ni, cũng không biết có thể hay không sống đến ngày mai buổi sáng, ta liền nghĩ ngài nơi này không là có một đầu mới vừa hạ hoàng tể heo mẹ mà, có thể phân vài ngụm nải cho ta tiểu trư tể uống uống không? Khang học hàng, suy mà một cười. Ngươi tiểu trư tể. Khi chúng nó nương ni. Ở đây ni. Tạ Hoa Hương đột nhiên đem một cái nhông chế hộp đựng cơm đưa đến Khang Học Hàng trước mặt, Hương Ni, ngài nếm thử nhìn. Muốn tới cầu người, không chuẩn bị điểm tạ lễ sao được Ni, này hộp đựng cơm bên trong là vừa mới bọn họ ăn trưa xuống nước thời điểm đặt mà lưu lại. Tại chính mình ăn thịt cùng bảo hộ đội sản xuất trư tể khẩu lương chi gian, Khang Học Hàng không chút do dự lựa chọn người trước, một phen đoạt lấy tạ Hoa Hương trong tay hộp đựng cơm, sau đó vất vất tay. Chuồng heo tại phía sau, các ngươi đi thôi. Niêm khởi khối trư gan ném vào miệng trong, ngẫm lại lại bỏ thêm một câu. Biệt nháo suốt rất đại vang động. Chuồng heo trong, đại heo mẹ chính nằm trên mặt đất đang ngủ say ni, bụng phía dưới một hàng tiểu trư chỉnh tề mà xếp thành một loạt, một bên uống nải một bên đi ngủ. Thẩm đình sinh chân tay khẽ khàng mà đem một cái ngủ say tiểu trư dịch ra, lại đem tự gia lợn rừng tể phóng đi qua, tiểu trư tể trời sinh liền sẽ tìm nải đầu, ngửi được sữa hương vị sau đó, miệng nhỏ cũng một chút, sau đó chuẩn xác mà một ngụm điêu trụ, từng ngụm từng ngụm mà hút đứng lên. Nhìn nó bú sữa ăn được như vậy sinh long hoặc hổ, thẩm đình sinh cùng tạ hoa hương hai người vẫn luôn dẫn theo tâm cũng phóng xuống dưới, có thể ăn liền hảo, có thể ăn là có thể sống được xuống dưới. Hai người bào chế đúng cách, đem heo mẹ bụng phía dưới nguyên trang tiểu trư đều thay đổi thành tự gia lợn rừng tể, trong đó có chỉ tiểu trư bị ôm đi thời điểm rầm rì vài tiếng, bị thẩm đình sinh tay mắt lanh lẹ mà nắm miệng, nguy hiểm thật không đem heo mẹ cấp đánh thức. Thẩm đình sinh cùng tạ hoa hương ngồi sổn chuồng heo bên cạnh, mảng cái mũi đều là tanh hôi trư thỉ vị nhi, nhưng nhìn tự gia tiểu trư tể một cũng một cũng mà bú sữa ăn được hoang, trong lòng lại sinh ra một cổ lão mẫu thân bàn vui mừng cảm đến. Hai người đơn giản cũng không hồi đi ngủ, liền như vậy tựa vào chuồng heo bên cạnh, tùy tiện ngủ gật nhi, nhượng tự gia trư tể no no mà uống nửa túc nải. Sau đó lại từng cái từng cái mà đem nguyên lai tiểu trư thay đổi trở về, đem lợn rừng tể thả lại một bồn, bưng lên tới thời điểm, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, thẩm đình sinh cư nhiên cảm thấy này chậu so nguyên lai như là trọng chút. Thừa dịp và hắc phong cao, hai người mang theo lợn rừng tể lặng yên sờ sờ mà trở về nhà. Lung tung ở trên giường nằm một lát, liền tới nên rời giường thời gian, Thẩm gia nãy nãy khởi được sớm, tính toán làm điểm tâm thời điểm, tiến phòng bếp, nhìn thấy một hoa tiểu trư tể hoảng sợ. Ai nha, đây là chỗ nào làm ra tiểu trư tể A? À? Thẩm lệ hoa đi theo nhu ánh mắt đi tới, đêm qua trở về được quá muộn, còn chưa kịp cùng A à bà nói đi, nàng một bên náp vừa nói. Ta ca lộng, tính toán dưỡng đứng lên. Khi như thế nào cầm lại bên này? Bị người phát hiện cũng không được A. À? Thẩm lệ hoa liền đem nàng ca tính toán cùng A à bà nói, thẩm gia nãy nãy lúc này mới hơi chút yên tâm chút. Còn tại trong bụng tiểu trư tể nha, khó trách tiểu được như vậy đáng thương, này có thể dưỡng được sống mà. Ta ca tối hôm qua đi cấp chúng nó tìm nảy ăn, cũng không biết đã ăn no chưa. Thẩm lệ hoa ngồi sổng xuống sờ sờ một cái tiểu trư tể nói. Tiểu trư tể tối hôm qua là ăn no, chính là đói bụng đến phải cũng khoái, thẩm lệ hoa vừa sờ nó, lập tức liền đem đầu chuyển đi qua, trầm rì mà loạn cũng, như là đang tìm thực bộ dáng. Thẩm lệ hoa đau lòng mà nói. a à bà, chúng nó đói, chúng ta ngao chút nước cơm cấp chúng nó uống đi. Thẩm gia nải nải gật gật đầu. Không có biện pháp, không có nải uống, cũng chỉ có thể uống nước cơm, nước cơm cũng giữ người, người khi còn bé cũng là uống nước cơm lớn lên. Thẩm gia nải nải, nải ngao một chút nước cơm, thẩm lệ hoa lấy cái thìa, lần lượt từng cái bài khai tiểu trư tể miệng, một cái chỉ cấp chúng nó rất mật vào tai. Không bao lâu Thẩm Đình Sinh cùng Tạ Hoa Hương cũng đi lên, Tạ Hoa Hương nhượng Thẩm Đình Sinh giúp nàng cấp đội sản xuất trường mang nói, nói nàng không thoải mái muốn xin phép, sau đó liền trực tiếp không đi. Thẩm lệ hoa nước cơm còn không quán hoàng, Thẩm Cốc Thương liền hưng phấn địa thượng cửa, đại buổi sáng mà chạy được tóc đều hãng ướt, khuôn mặt đỏ bừng, mới vừa tưởng mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lại cảnh giác mà bốn phía nhìn xung quanh một phen, xác định không có người ngoài sau đó, này mới mở miệng. Chúng ta cái gì thời điểm đi qua? Thẩm lệ hoa cũng không ngẩng đầu lên. Chờ một chút, ta uy hoàng nước cơm. Ta đến giúp ngươi. Thẩm cốc thương ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy trư cái mũi, một tay nắm bắt cầm, một bài, kia cái miệng nhỏ nhắn nhi liền trương được đại đại. Ngươi coi chừng một chút nhi. Tiểu tâm bài hỏng rồi, này trư tể miệng chính là nộn được rất. Thẩm lệ hoa sốt ruột đạo. Hai người một cái bài miệng một cái bi nước cơm, tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều, không bao lâu công phu, liền uy xong rồi. Lúc này tạ hoa hương cũng đem nàng muốn dẫn đi vào đồ vật đều chuẩn bị tốt, ba cái đại bạch cây cải cũ, đây là buổi sáng mới từ đất phần trăm trong bạc, chuẩn bị hôm nay dùng để đôn mới mẻ trư xương cốt dùng. Còn có đủ loại gia vị liêu, muối, cây ớt, các loại rau thơm gì gì đó, còn có một chút xử lý nguyên liệu nấu ăn công cụ, tràn đầy mà trang một cái gùi bối ở trên người. Thẩm lệ hoa cùng thẩm cốc thương hai cái người phụ trách nâng kia bồn trư tể, liền nhảy xuống địa đạo xuất phát. Chương 87 87 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thẩm gia nãy nãy nhiệm vụ lại là trong giữ hảo địa đạo, người đi vào về sau, này địa đạo khẩu cũng không thể cứ như vậy tùy tiện khai tuy rằng nơi này quanh năm suốt tháng đều không thấy được có cái ngoại nhân lại đây một chuyến nhưng vạn nhất liền gặp gỡ rồi đó cho nên bọn họ đi vào về sau được có cá nhân đem địa đạo khẩu cấp đắp lên sau đó còn ước định một cái ám hiệu có người trở về thời điểm hiện tại ván cửa thượng sao hai cái nếu bên ngoài là an toàn người ở phía ngoài cũng tại ván cửa thượng sao hai cái tỏ vẻ có thể đi ra nếu như là sao một chút thì tỏ vẻ bên ngoài có vấn đề hiện tại tạm thời còn không nên đi ra bên trong đấy người liền sẽ lặng lẽ mà đứng ở bên trong thẳng đến bên ngoài người lần thứ hai có điều tỏ ý mới thôi cho nên cái này canh giữ ở bên ngoài nhiệm vụ liền giao cho thẩm gia nải nải nàng không thể đãi tại có địa đạo kia gian trong phòng có thể cũng không có thể cách quá xa hoàn hảo phòng này cửa sổ bên ngoài liền đối với một mảnh đất trống vì thế thẩm gia nải nải liền đem chính mình trong tay muốn làm công việc dọn đến cửa sổ dưới đất trống thượng một bên làm việc, còn có thể một bên thấu qua cửa sổ tùy thời chú ý bên này động tĩnh. Tạ hoa hương bọn họ đi đến địa đạo kia đầu, lập tức liền bận rộn mở, đêm qua tể hảo thịt heo, đã phân loại hảo, dùng mấy khối đại đại tông diệp bao, đặt ở địa đạo khẩu, bên ngoài dùng hòn đá gì gì đó đổ hảo, để tránh có giả vật đến ăn vụng. Tạ hoa hương mang theo hai cái hài tử dọn khai hòn đá, đem lợn rừng thịt dọn đi lên, đặt ở suối nguồn biên bãi đá thượng, lại đi chỗ đó phòng ở phòng bếp trong đêm bên trong cái thất gỗ cùng dao phay đều đem ra. Khi dao phay có chút rỉ xét thực, tạ hoa hương liền dính thủy tại đá phiến thượng ma, sau đó phân phối nhiệm vụ cấp hai cái tiểu hài tử, đem đi thông cửa phòng cỏ hoang cắt rớt, khai xuất một điều có thể thoải mái đi vào tiểu đạo đến. Hai cái hài tử bình thường thượng sơn cắt thảo đánh xài thói quen, này đối bọn họ đến nói chính là việc rất nhỏ, một người một phen dao phay xoát xoát mà khô đứng lên tạ hoa hương cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, đem xương sườn phân chia nhất điều điều, băm thành tiểu khối, này hai đại phiến xương sườn, có thể nhượng nàng băm được đủ sạch, bàn tay đều chấn được trung lên, cánh tay cũng trầm trọng được sắp nâng không đứng dậy, lúc này mới đem xương sườn đều băm hảo, cấp mọi người lộng điểm ăn ngon, nàng dễ dàng mà nàng. Xương sườn băm hảo sau đó, gia nhập khương ti, cây ớt phấn, hoa tiêu phấn, thảo quả phấn, bát giác phấn, trụ đế, dầu vừng cùng muối, cùng nhau quấy đều sau đó, mã tiếng đêm qua tẩy sạch sẽ hông khô thủy cái bình trong, đắp lên cái nắp, sau đó tại đắp duyên thượng bỏ thêm chút thủy, đem cái nắp phong kính hảo. Cái bình đắp duyên thượng này chút thủy là phong kính mấu chốt, cho nên nhất định muốn thường xuyên chú ý một chút, nếu thủy bốc hơi rớt, liền muốn đúng lúc thêm đi lên. Như vậy im chế ra chính là xương cốt ra, im một ngày sau cách thủy chân thục là có thể ăn, nhưng là nếu phong kính được hảo nói, đặt trên hảo mấy tháng cũng sẽ không hư bụng đế thịt là dùng để làm cái bình thịt trước cắt thành khối dùng muối im để ở một bên sau đó làm chân giò hung khói làm chân giò hung khói dùng chân sau là tốt nhất bất quá lúc này điều kiện không đủ sao có thể có như vậy nhiều lựa có thể có chân liền không sai cho nên tạ hoa hương quyết định đem tứ chân đều làm thành chân giò hung khói chờ gió thu khởi thời điểm còn có thể làm chân giò hung khói bánh trung thu ăn chân giò heo dùng muối hoa tiêu phấn cùng rượu đế tới trước một trận tàn nhẫn mệnh xoa nắng chà xác được chính mình hai tay đỏ lên nghe đứng lên giống như cũng đã im ngon miệng thời điểm cũng liền không sai biệt lắm trước phóng tới trúc la trong ướp muối một cái cuối tuần sau đó lại dọn một khối tảng đá lớn đầu áp đến chân giò hung khói thượng đem dư thừa lượng nước đều áp đi ra áp lên hai ba ngày sau đó là có thể mặc vào dây thừng quải tại mái hiên thông gió chỗ hông khô phải đợi chân giò hung khó chân chính thành thục có hảo phong vị, đại khái muốn tám cái nguyệt thời gian, nếu thật sự nhịn không được, trước tiên cắt tới ăn cũng là có thể. Tạ hoa hương lộng hoàng này đó sau đó, hai cái hài tử cũng đem đi thông những cái đó phòng ở đại môn cỏ hoang đều lau khô, khai xuất một điều có thể tự do xuất nhập lộ đến. Các bỏ thảo cũng không có loạn ném, toàn bộ trác thành một tiểu trói một tiểu trói, chỉnh chỉnh tề tề mà mã thành một đống, Tố thái thời điểm dùng để nhóm lửa là tối phương tiện bất quá, bởi vì này chút thảo phơi khô về sau rất khoái liền có thể đốt được rất vượng, nhưng đốt thời gian lại không trưởng, vừa vặn thích hợp yêu cầu gấp hỏa khoái xào đồ ăn. Tạ Hoa Hương lại giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, dùng thanh sắt ảo thành hai mảnh lưới sắt, sau đó đem trư da bỏ vào kẹp hảo, phóng tới hỏa thượng nướng. Dùng lưới sắt kẹp là vì tránh cho trư da ngộ nhiệt sẽ cúng lại, như vậy liền đốt được không đều đều thịt nướng đối hài tử đến nói đều là hảo ngoạn sự, hai cái hài tử vô cùng cao hứng mà đốt đứng lên, một chút cũng không chê mệt. Tạ hoa hương đánh thủy đi vào phòng bếp trong, trước làm một vòng vệ sinh, nơi nơi đều lộn được sạch sẽ, sau đó đem hai cái đại táo đều đốt đứng lên, một cái nồi trong đôn một bát tô long cốt thang, trước im hảo bụng đế thịt cũng bỏ vào nấu chín, một cái khác nồi bắt đầu ngao trư du. Ngao đi ra trư du về sau lại đem nấu chín bụng đế thịt vớt lên, bỏ vào trư du bên trong nổ, nổ đến kim hoàng sắc về sau, liền vớt lên bỏ vào cái bình trong, lại đem trư du cũng rót vào đi, cam đoan trư du có thể hoàn toàn bao trùm trụ thịt heo dưới tình huống, cái bình phong kính tồn trữ, có thể phóng vừa đến 2 năm cũng sẽ không hư ni. Tạ hoa hương đang tại nổ thịt ni, thẩm cốc thương gào gào thét thét mà chạy vào. Tạ tỷ tỷ, trư gia đều đốt đen làm như thế nào? Lập tức hút hút cái mũi, qua, tạc hương tạc hương, ngươi đang làm cái gì tạ hoa hương vội nói coi chừng một chút nhi ở đây tại nổ trư du có thể nóng đi nói xong lấy một cái bát trang hai khối mới vừa nấu hảo thịt heo đưa cho hắn cầm cùng yêu muội một người một khối phân ăn thẩm cốc thương nhìn thấy thịt sớm quên trong tay nướng trư da tùy tay ném tới một bên hai tay bưng lên bát liền hoang hoang hỉ hỉ mà hướng ngoại chạy ai ngươi chờ một chút cái này cũng cầm tiếp tục đốt đốt đen không quan hệ đem trư da đốt nước ra rồi mới hảo ni được rồi thẩm cốc thương lên tiếng trả lời đi ra ngoài tạ hoa hương buồn cười mà lắc lắc đầu tiếp tục đem dư lại thịt đều nổ hảo phân biệt cất vào tiểu cái bình trong thêm nước phong kính hảo một mỗi cái chỉnh tề mà đặt tại cái giá thượng sau đó đập nện chính mình bận việc sáng sớm thượng eo thưởng thức chính mình lao động thành quả một loạt xương cốt ra một loạt cái bình thịt nghĩ đến đại gia có thể ăn thượng này đó hảo đồ vật khi vui mừng đã cảm thấy sở hữu mệt nhọc đều là đáng giá hai cái hài tử ôm một đống đốt được cháy đen trư gia tiến vào tạ à, tỷ tỷ này đó có thể chứ thẩm lệ hoa hiểu chuyện chút Đốt hoàng về sau trong đầu luôn luôn tại lo lắng nếu là cháy hỏng làm như thế nào trư gia cũng là khó được thịt a à. trước kia có cơ hội một lần nhìn thấy như vậy nhiều trư gia a à. nhiều nhất chính là đội trong phân kia một chút điểm nấu chín phóng miệng trong nhai, có thể nhai cả buổi ni. Tạ hoa hương nhìn nhìn. Có thể, các ngươi đốt được rất được rồi, đốt làm một chút có thể phóng được lâu. Nói xong lại tìm cái cái bình đem đốt hảo trư da bỏ vào, về sau cái gì thời điểm thèm ăn, dùng nước nóng phao nhuyễn, cắt thành lát cắt, hơn nửa rau thơm, tiểu mễ lạc, toan du, hoa tiêu du, cây ớt du, đậu phộng toái, tương du, muối cùng giấm cùng nhau trộn lẫn đều, chính là một đạo lại toan lại sản hỏa thiêu gia, có thể ăn ngon. Tạ tỷ tỷ ngươi đừng nói trước, ta cũng nhịn không được chảy nước miếng. Thẩm lệ hoa ồn ào nói. Điệt sốt ruột, đại sẽ liền có ăn ngon. Tạ hoa hương đem mang đến cây cải củ tẩy sạch sẽ, băm một cái ném vào nồi trong, trước đem ba người cơm trưa giải quyết, dư lại hai cái cây cải củ lưu trữ buổi chiều lại đôn, chờ bọn hắn vài người khác lại đây ăn. Ăn uống no đủ về sau, Tạ Hoa Hương thịnh một chén lớn cây cải củ trư cốt thang, tại phòng bếp trong tìm một cái thực hộp tẩy sạch sẽ, nhượng hai cái tiểu hài tử sách hồi đi một chuyến, đem thang đưa cho thẩm gia nải nải ăn, cũng không thể bọn họ ở trong này ăn thịt uống thang, lại làm cho lão nhân gia ở bên kia ăn uống tham khổ. Mặt khác Tạ Hoa Hương buổi sáng còn lấy điểm đậu tương đi ra, nhượng thẩm gia nải nải giúp đỡ làm chút đậu hũ, cũng không biết làm tốt không có, nàng cũng làm cho hai cái tiểu hài tử nếu nhìn thấy đậu hũ làm tốt liền lấy lại đây, làm đậu hũ tràng dùng. Hai cái hài tử xuất phát sau đó, tạ hoa hương tiếp làm việc, đầu heo nấu chín sau cắt thành lát cắt, dùng muối im, hơn nửa phơi khô cây cải củ ti cùng mì xào, thêm muối, cây ớt cùng hoa tiêu chờ xứng thượng, quấy đều, bỏ vào cái bình trong, đây là cây cải củ làm thịt, tùy thời muốn ăn thời điểm mở ra cái bình mò đi ra liền có thể ăn, nàng định dùng tiểu một chút cái bình nhiều trang mấy đàn, đến lúc đó yêu muội đến thị trấn đi học, khiến cho nàng mang lên một vò bổ sung một chút dinh dưỡng dư lại thịt ba chỉ cắt thành trường điều dùng muối cùng các loại hương liệu im lại dùng dây thừng một khối khối địa xuyến đứng lên dùng chút trang đáp khởi cái cái giá quải bên ngoài biên mái hiên dưới may mắn hiện tại đã bắt đầu có chút khởi gió thu cũng không lâu lắm là có thể đem thịt mặt ngoài hông gió cuối cùng dư lại biên giác toái liêu tất cả đều băm trộn lẫn thượng đồ gia vị để ở một bên thẩm gia nãy nãy làm đậu hũ cũng đã lấy lại đây nàng thủ nghệ hảo làm ra đậu hũ bạch hồ hồ nộn xinh xinh tạ hoa hương nhịn không được múc đi ra một muôi ăn ân nùng nùng đậu hương vị còn có một tia trong veo tạ hoa hương đem đậu hũ ngã vào một cái đại bồn trong bóc nát lại đem trư huyết cùng vừa rồi đã im quá thịt heo cùng nhau đảo đi vào hơn nửa muối rượu gia vị hương mạc hồi hương phấn cùng thảo quả phấn quấy đều kế tiếp chính là tẩy trừ trư đại tràng đây chính là một cái kỹ năng sống, nhất thiết phải hoàn toàn đem đại tràng tràng vách tường mở ra, dùng nước sôi ấm ngâm, lặp đi lặp lại mà trà sát tẩy, sau đó lại muốn dùng bột ngô, cây phật thủ diệp cùng cây cải củ diệp trà sát tẩy mấy lần, cuối cùng còn muốn dùng muối trà sát tẩy đến rốt cuộc nghe không đến cái gì mùi vị khác thường, dùng tay sờ lên cũng không lại là dính dính hoặc hoặc sau đó mới đem đại tràng hoàn toàn phản trở về, có thể chuẩn bị dùng để những đậu hũ tràng. Mau tới giúp đỡ những đậu hũ tràng tạ hoa hương hô hai cái đang tại đậu trư tể đùa hài tử vừa mới nàng lại nấu điểm nước cơm làm cho bọn họ uy tiểu trư tể một lần này hồi hai người phối hợp được càng ăn ý một cái bài miệng một cái rót mực vào tai rất khoái liền tất cả đều uy một lần nghe được tạ hoa hương kêu to hai người nhanh chóng chạy tới như thế nào những như thế nào những đậu hũ tràng loại này tinh tế cái ăn chỉ có da trung thịt nhiều lắm ăn không hết thời điểm mới có thể làm, bọn họ này hai cái hài tử, từ sinh ra tới nay, cũng chỉ có hàng năm quá niên thời điểm tài năng ăn thượng đội trong phân kia một chút điểm thịt heo, ăn vài ngụm sẽ không có, ai còn có thể nghĩ làm lạp xưởng gì gì đó a, à? cho nên hai người này đều cho tới bây giờ chưa thấy qua là như thế nào làm đậu hũ tràng, tò mò được rất. Tạ Hoa Hương xuất ra một cái cái phễu, tim kia một đầu cắm ở tẩy sạch sẽ trư đại tràng trong nhượng thẩm cốc thương dùng tay niết, nhượng sau nhượng thẩm lệ hoa hướng đại kia một bên khẩu tử trong tắc vừa mới điều hảo nhân bánh liêu. Mà tạ hoa hương chính mình, ngay tại mặt sau đem quán đi vào nhân bánh nhi tại ruột sấy trong nắm đều đều, ngẫu nhiên phát hiện có bọt khí, liền dùng một căn tú hoa châm thứ cái khổng, đem bên trong không khí bài trừ đến. Sau đó đại khái mỗi cách một cái bàn tay dài như vậy liền dùng nhánh cỏ ở bên trong trói một chút, phân chia tiểu đoàn. Chương 88 88. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ba người phân công hợp tác, hoa hơn một giờ, mới cuối cùng đem một đại bồn thịt nhân bánh tất cả đều nhưỡng hảo, lại đi chém mấy căn trúc căn đáp cái cái giá, đem đậu hũ tràng treo đứng lên, treo lên hông gió chừng một tháng, này đậu hũ tràng là có thể ăn. Muốn ăn thời điểm cắt thượng một đoạn, đặt ở cơm thượng chân một chân, hoặc là dùng thủy nấu chín, cắt thành mảnh nhỏ, có thể hương ni. Đêm hôm nay đã dùng qua đồ vật đều tẩy sạch sẽ thu thập xong, tạ hoa hương nhu nhu nhức mỏi eo, có thể thật không dễ dàng a. À, nàng hôm nay chính là bằng vào bản thân lực, đem một chỉnh đầu lợn rừng đều cấp xử lý xong, nàng cảm thấy chính mình thật đúng là ngưu đại phát. Không được không được, ta quá mệt mỏi, được trở về nghỉ ngơi. Tạ hoa hương một tay đỡ eo, một tay khác bãi bãi, hữu khí vô lực mà nói, tối hôm qua liền không như thế nào nghỉ ngơi tốt, lại như vậy cao cường độ mà lao động một ngày, nàng này phút nuông chiều từ bé thân thể cơ hồ đều đã đến cực hạn, nếu không là nơi này phòng ở còn không có thu thập xong, nàng đều tưởng trực tiếp ở chỗ này ngủ hạ liền tính. Giao đại thẩm lệ hoa cùng thẩm cốc thương chiếu kháng hảo nồi trong đôn canh xương hầm, đánh giá nhanh đến tan tầm lúc, liền đem dư lại kia hai cái đại cây cải củ cắt ném xuống, chờ bọn hắn trở về liền lập tức có thể uống thượng nhiệt nóng cây cải củ canh xương hầm sau đó kia mấy cái trư tể cũng muốn chiếu kháng một chút, chạm vạn thời điểm còn phải lại uống một lần nước cơm, cuồn cuộn thủy thủy tiêu hóa khoái, có thể biệt đem tiểu trư tệ đói hỏng rồi. Thẩm lệ hoa đều nhất nhất ứng hạ, tiểu hài tử chính là không giống nhau, trời sinh tinh lực dồi dào, ở trong này khô một ngày sống. Đối bọn họ đến nói liền cùng chơi đùa một ngày dường như, một chút cũng không biết mệt. Đối thẩm cốc thương đến nói, còn so nhượng hắn đãi ở nhà nhìn một ngày công khóa phải nhanh sống nhiều. Tạ Hoa Hương trở lại chỗ ở, chỉ cảm thấy một thân thịt mùi tanh nhi, vội vàng đánh điểm thủy tẩy một chút, trở lại trong phòng hướng trên giường một đảo liền đang ngủ, mơ mơ màng màng mà qua không biết bao lâu, mơ hồ nghe được có tiếng đập cửa, dãy dụ bò lên đến đi mở cửa, là thẩm gia nải nải. Hương Hương, có người tìm ngươi, là theo ngươi cùng nhau xuống nông thôn trình thanh niên trí thức. Nga, ta biết, cảm ơn A à bà. Tạ Hoa Hương hơi chút chỉnh lý một chút quần áo, Lấy mấy đem tóc rác hảo, đi ra ngoài, Trình Lập Khôn đang ngồi ở nhà chính trong, thẩm gia nãy nãy dùng thô đào bát cho hắn rót một chén thủy. "Trình đồng chí, tìm ta có việc sao?" Tạ Hoa Hương có chút kỳ quái hỏi. Hai người không tại đồng nhất cái đội sản xuất, làm việc cũng không tại làm một trận, cho nên bình thường cũng không cơ hội gì gặp mặt, Tạ Hoa Hương trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn phát ở nhà, hoàn toàn không từng nghĩ muốn cùng cùng lên tới chen ngang đồng bọn nhóm liên hệ tính đứng lên hai người sợ là có hơn nửa tháng chưa từng gặp mặt. Trình lập không sắc mặt có chút lo lắng hỏi. Ta nghe nói ngươi hôm nay lại không thoải mái xin phép. Sở dĩ dùng cái lại tự, thật sự là tạ hoa hương gần nhất xin phép thật sự rất nhiều, liên hắn cái này mặt khác đội sản xuất người đều nghe nói, có thể thấy tam đội đội trưởng đối nàng có nhiều bất mãn. Tạ hoa hương cười cười, nhìn không được ngáp một cái. Đúng vậy, có thể là khí hậu không phục đi, trong khoảng thời gian này lão là có chút không thoải mái, ngược lại là cho các ngươi chê cười. Trình lập không từ trong túi xuất ra một cái cái túi nhỏ phóng ở trước mặt nàng. Thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi lão như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ta tưởng khả năng với ngươi ở chỗ này ăn được không hảo, dinh dưỡng bất lương cũng có chút quan hệ, ta nơi này có điểm kẹo sữa, nghe nói thất khỏa kẹo sữa có thể đỉnh một ly nải ni, ở đây cũng không mặc khác cái gì ăn ngon, ngươi liền ăn trước điểm ở đây bổ bổ thân thể đi. Tạ hoa hương mở túi ra vừa thấy, kia quen thuộc lam sắc đóng gói, cư nhiên là đại bạch thỏ kẹo sữa, thời gian này đại bạch thỏ kẹo sữa chính là cao cấp kẹo, giống nhau rất khó tài năng mua được đến, nàng nhanh chóng đẩy trở về cấp trình lập khôn. Không được không được, ngươi có thể có này đó kẹo sữa cũng không dễ dàng, vẫn là ngươi lưu trữ từ từ ăn đi, ta ở chỗ này ăn được cũng rất tốt, thật sự, đều không ai quá đói nghi. Thẩm đình sinh gia nhà chỉ có bốn bức tường, liên trụ phòng ở đều là miếu đổ nát đổi thành, liền tính không chịu đói, mỗi ngày có thể ăn thượng cái gì trình lập khôn cũng trong lòng hiểu rõ, mà ngay cả hắn trụ đại đội trưởng gia, cũng muốn thập hảo vài ngày tài năng ngẫu nhiên ăn thượng nhất đốn tinh tế lương, bình thường cũng đều là bột ngô, khoai lang khô điền bụng, càng không cần nói cái gì nước luộc, trừ bỏ đội trong phát thịt bò kia một lần, hắn đến nơi này lâu như vậy liền rốt cuộc chưa. Ăn quá thịt cơ hồ cũng đã quên thịt là cái gì tư vị. Hắn bản thân thân thể khỏe mạnh đảo không có quan hệ gì, chính là tạ hoa hương này nũng nịu trong thành cô nương, thân thể sợ là chịu không được, khi đường quế anh vì có thể ăn thượng hai đốn hảo, không đều. Ai, tính, không đề nàng, bất đồng chí hướng không thể bàn luận, trình lập khôn đối đường quế anh diễn xuất thập phần không quen nhìn, hiện tại trên cơ bản đã không thế nào phản ứng nàng. Tạ đồng chí, Ta biết ngươi mới từ thành phố lớn trong lại đây, còn không thích ứng nông thôn gian khổ sinh hoạt, nhưng ngươi muốn biết, chúng ta tuy rằng chen ngang, nhưng là vẫn là muốn thụ đến cách ủy hội quản lý, còn có thanh niên trí thức làm, là phụ trách chúng ta biểu hiện thảo hạch. Đến cuối năm thời điểm, đội sản xuất trường muốn đem chúng ta này một năm biểu hiện viết lời bình giao đi lên. Ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên bởi vì thân thể nguyên nhân mà xin phép không đi, bắt đầu làm việc. Ta hiện tại ở bên ngoài đã nghe được một ít không thế nào hảo thuyết pháp, nếu tiếp tục còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ sẽ đối với ngươi tiền đồ rất bất lợi a." À? Trình Lập khôn lo lắng vô cùng mà nói. Tạ Hoa Hương biết, hắn là thật tâm vì mình lo lắng, chính là làm như thế nào ni, nàng lại không thể đem xã hội này rất khoái liền sẽ phát sinh biến cách sự thật này nói cho hắn biết, chỉ có thể lòng mang xin lỗi mà nói. "Ngại ngùng a, làm hại ngươi vì ta lo lắng, ngươi yên tâm đi." ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt, nhất định sẽ nỗ lực nhượng đội sản xuất đối ta biểu hiện vừa lòng. Trình lập khôn gật gật đầu. Hảo, ngươi chính mình chú ý một chút, có thể vượt qua vẫn là tận lực vượt qua một chút đi, đương nhiên cũng không tất miễn cưỡng, ta sẽ tại đại đội trưởng trước mặt tận lực giúp ngươi nói vài câu lời hay, này kẹo sữa ngươi vẫn là lưu lại ăn đi. Nói xong hắn cũng đứng lên, ta nhìn ngươi tinh thần còn không tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Tạ Hoa Hương lúc này một bộ tinh thần ủ rũ bộ dáng, ngược lại là nhượng Trình Lập không thật sự tin tưởng nàng là không thoải mái. Trình Lập không đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe một phen cao vút giọng nam. Mụ nha, như vậy đại lợn rừng, ta đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương vệ thanh nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy từ môn trong đi ra trình lập khôn, xinh xinh dừng lại cước bộ. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm đại tráng là nhị đội, Trình lập không đương nhiên nhận thức, vương vệ thanh lại là đoạn thời gian trước hắn nương làm tan sự thời điểm, đội sản xuất trường đến xã viên trong nhà từng nhà thu cúng, cho nên biết hắn cái này người, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy hai người bọn họ, không quá nhân gia đều là một cái thôn trong, lẫn nhau giao hảo lén lúc lui tới được chặt chẽ cũng không kỳ quái, lập tức liền cười cười nói. Ta nghe nói tạ thanh niên trí thức không thoải mái, lại đây nhìn xem. Vương vệ thanh không biết vì sao sắc mặt biến đến có chút kỳ quái, cũng lắp bắp mà nói. Ta, chúng ta đi tìm đình sinh ca dạy chúng ta biên cái sọt. Trình lập không căn bản không thèm để ý bọn họ tới làm gì, gật gật đầu liền rời đi. Ngược lại là tạ hoa hương tò mò hỏi. Cái gì biên cái sọt a? À? Tẩu tử ngươi không biết sao. Ta đình sinh ca biên cái sọt có thể lợi hại, chẳng những biên cái sọt, hắn dùng trúc tử làm cái gì cũng tốt nhìn, một căn trúc tử đến trên tay hắn, xoát 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 mà liền có thể biến thành các loại dễ nhìn ngoạn ý. Thật sự, tạ hoa hương mắt sáng trực lên một chút, nguyên lai like ngươi còn có phần này tay nghề a. À. Nói như vậy nàng ngược lại là nghĩ tới, đời trước tại Thẩm Đình sinh chỗ ở, nàng nhìn thấy quá không thiếu trúc chế đồ cổ gia cụ, có trúc ghế dựa, trúc làm tiểu bàn trà gì gì đó, dùng thời gian trưởng, nhưng bảo dưỡng được rất hảo trường kỳ vút phản tạo thành du nhuận sáng bóng nhượng người nhìn cảm thấy rất thoải mái, mang theo một loại cũ kỹ ý nhị. Tạ hoa hương lúc ấy chỉ cảm thấy này người phẩm vị tương đương không sai, người bình thường trong nhà lâu như vậy gia cụ nói bất định đã sớm ném xuống, thay các loại cái gọi là lưu hành thời thượng bài trí, cũng chỉ có có đầy đủ đế khí người, tài năng như vậy không hề cố kỵ mà đem vật cũ lấy ra dùng mà không sợ người khác cảm thấy một mặt. Hiện giờ nhớ tới, hay là vài thứ kỳ kỳ thật là hắn bản thân làm tạ hoa hương đột nhiên cảm thấy cái này nam nhân còn chân tướng là một tòa vĩnh viễn cũng đào móc không hoàn bảo tàn ni chẳng sợ nàng đã tự xưng là nhận thức hắn như vậy trường thời gian có thể mỗi lần hắn đều vẫn là có thể cho nàng tân kinh hỷ ngươi cũng sẽ dùng trúc tử làm một ít gia cụ sao thẩm đình sinh gật gật đầu muốn làm nói đương nhiên có thể bất quá ngọn núi trúc tử cũng là thuộc loại đội trong muốn dùng nói được đánh báo cáo, bởi vì này đồ vật làm tốt phóng ở nhà người khác đều có thể nhìn đến, cho nên không hảo chính mình tùy tiện lộng, ngươi thật muốn nói ta làm mấy thứ cho ngươi phóng ở trong núi dùng. Không cần không cần. Tạ hoa hương liên tục xua tay, ta liền tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Hắn bình thường muốn làm hai phần sống, cũng đã đủ vất vả, tạ hoa hương chỗ nào còn nhẫn tâm tăng thêm hắn gánh nặng. Vương vệ thanh là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy có người ngoài, lại lo lắng cho mình lớn tiếng nói chuyện lộ sơ hở cho nên mới khẩn trương như thế lúc này rốt cục hoảng thần lại có chút điểm bất mãn mà nói mụ nha vừa rồi làm ta sợ muốn chết cái kia thanh niên trí thức như thế nào ở chỗ này nha đình sinh ca hắn sấn ngươi không tại chạy đến tìm ngươi tức phụ có phải hay không tưởng đào ngươi góc tường nha tạ hoa hương trừng mắt nhìn hắn một mắt nhân gia là nghe nói ta không thoải mái cho nên hảo tâm đến xem ta liền ngươi nội tâm như vậy oai. Nói xong, chuyển quá ánh mắt nhìn hướng thẩm đình sinh, nàng đảo muốn nhìn, hắn có phải hay không cũng sẽ có loại này không tín nhiệm ý tưởng của nàng. Thẩm đình sinh nói, ngươi đừng nói lung tung, bọn họ là cùng lên tới thanh niên trí thức, quan tâm lẫn nhau cũng là hẳn là, cái này trình thanh niên trí thức ta nhìn hắn nói chuyện làm việc hào phóng quang minh, không là như vậy người. Vương vệ thanh sờ sờ cái óc. Hắc hắc, ta chính là thuận miệng nói lung tung mà thôi, tẩu tử không nên để ý. Nếu không là đời trước liền nhận thức, biết hắn cái này người không có gì phôi tâm nhãn, hơn nữa sau lại tại sự nghiệp thượng quả thật đối thẩm đình sinh trợ giúp đỉnh đại nói, tạ hoa hương thật không tưởng lại lý cái này lăn đầu thanh. Các ngươi khoái đi qua đi, ta hôm nay đôn cây cải củ trư cốt thang, đại khối thịt xương đầu, đủ các ngươi ăn bữa no, ta hôm nay ở bên kia vội một ngày, đêm nay liền không đi qua tạ hoa hương nói. Đi, tẩu tử ngài liền nghỉ ngơi đi, sự việc có chúng ta làm ni, ngài liền phóng 20 cái tâm đi. Đối, hai cái hài tử còn ở bên kia, các ngươi đi qua làm cho bọn họ sớm một chút trở về đi, hôm nay cũng mệt một ngày. Tạ hoa hương nói xong, không lại quản bọn họ, hồi chính mình gian phòng. Thẩm Đình Sinh tỏ ý hai người kia trước đi qua, hắn đi theo tạ hoa hương vào phòng, mới đem cửa phòng giấu thượng, lập tức liền đem người lâu trong ngực. Hương hương. Tạ hoa hương vội vàng đi đẩy hắn. Ngươi làm chi nha, trên người đều là hãng vị, thối chết. Chương 89 89 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu là đổi làm vừa mới bắt đầu thời điểm, thẩm định sinh lúc này khẳng định liền đỏ mặt vội không ngừng mà đi tắm rửa thay quần áo thường. Chính là này người da mặt lớn lên rất khoái, hiện tại đã dày như tường thành, nghe nàng nói như vậy cũng không buông tay thối cũng là ngươi nam nhân vị nhi ta không cho người khác nghe liền cho ngươi nghe kỳ thật tạ hoa hương chỗ nào sẽ thật sự ghét bỏ hắn ni chỉ có thể nói hóc mon thật là cái thần kỳ đồ vật chính mình tâm ái trên thân nam nhân hãn vị thế nhưng đều là dễ ngửi thật hy vọng vĩnh viễn cứ như vậy ông không cần tách ra chính là không được a à, bên ngoài người vẫn chờ ni nếu là hắn lão không đi ra ngoài nhân gia còn cho là bọn họ đang làm gì đó ni. Tạ hoa hương vẫn là đẩy hắn. Ngươi rốt cuộc làm chi nha? Đừng đồng, khiến cho ta ôm ôm. Thẩm đình sinh cổ họng có chút ám ách, ta chính là tưởng ngươi, hôm nay làm việc thời điểm vẫn luôn tưởng. Tạ hoa hương lập tức liền mềm lòng. Ta người liền ở chỗ này ni, có cái gì hảo tưởng? Thẩm Đình Sinh bả đầu tựa vào tạ hoa hương trên cổ thật sâu mà hít vào một hơi. Hương hương, Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ có tiền đồ, về sau ta có thể tránh đến tiền mua cho ngươi ăn ngon, ngươi muốn ăn gì ta đều có thể mua. Tạ Hoa Hương ngay ra một lúc, phục hồi lại tinh thần hắn đây là thấy được Trình Lập khôn đưa tới kẹo sữa rồi đó, nói cho cùng vẫn có chút ghen tị a, à, vì thế cười nói. "Hảo nha, ta chờ ni, đến lúc đó ngươi có thể biệt ghét bỏ ta ăn ngon." "Mới không sẽ, cho ngươi ăn cái gì đều là hẳn là." tại thời gian này thẩm đình sinh nhìn đến ăn chính là nhân sinh trung lớn nhất một sự kiện hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đem đến chính mình cũng sẽ có phóng sơn trân hải vị không nhìn tới một mắt cố tình liền muốn ăn cháo hoa thức ăn sống qua ngày một ngày được rồi đi nhanh đi việc làm cho bọn họ chờ rất lâu tạ hoa hương vỗ vỗ hắn bối nói mệt chết đi sao thẩm đình sinh hỏi nàng hoàn hảo đi liền là có chút vây Nói xong tạ hoa hương lúc này mới tưởng khởi thẩm đình sinh ngủ được so nàng còn thiếu ni, ngươi cũng mệt đi, nếu không đêm nay liền không cần làm rất lâu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, ta không phiền lụy. Thẩm đình sinh đột nhiên một cái dùng sức đem tạ hoa hương cấp ôm đứng lên. Sợ tới mức nàng gọi một tiếng. Huy, ngươi làm chi? Mặc kệ mà. Thẩm đình sinh mặt thượng ngậm cười, tam hai bước đi đến bên giường, nhẹ nhàng mà đem người bỏ vào trên giường, lại kéo qua nhất trương chăn mỏng cho nàng đáp ở trên người, cuối cùng cuối người tại cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng mà hôn một cái, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Ân. Tạ hoa hương mỉm cười nhẹ giọng đáp, sóng mắt doanh doanh, câu đắc nhân tâm thần nhộn nhạo. Thẩm đình sinh tựa hồ dùng tẩn toàn thân khí lực mới đứng lên, uốn éo đầu quả quyết mà đi rồi, nếu là lại không đi, chỉ sợ cũng thật sự không nguyện ý đi rồi. Đêm nay bọn họ chủ yếu mục tiêu là muốn đáp cái chuồng heo, này tiểu lợn rừng tổng cộng có cửu đầu ni, đều trưởng thành nói được phải có rất đại không gian mới đủ dùng, cho nên này chuồng heo một bắt đầu liền muốn đáp được đại một ít. Vì an toàn vững chắc khởi kiến, này chuồng heo là định dùng hòn đá đến lũy, cho nên muốn đi trước trên núi tạc hòn đá, tận lực đắp cao một chút, cũng hảo tránh cho có mặt khác cái gì hoang dại động vật buổi tối nhảy vào đi đem trư tể cấp điêu đi rồi này lượng công việc vẫn là đỉnh đại ba cái đại nam nhân khô hơn nửa đêm cũng mới chuẩn bị một nửa thạch tài mệt được thật sự chịu không nổi vương vệ thanh cùng thẩm đại tráng đơn giản trực tiếp liền ở bên cạnh trong phòng tùy tiện thanh suất một khối địa phương nằm xuống liền ngủ như vậy sáng ngày thứ hai đứng lên thời điểm thừa dịp còn chưa tới bắt đầu làm việc thời gian còn có thể nắm chặt lại làm chút sống chính là khổ bức thẩm đình sinh còn phải mang theo hắn tiểu trư tể đi uy nải nhiều như vậy trư tể ôm đi ra ngoài đỉnh mệt hoàn hảo thẩm đình sinh lại đây thời điểm liền sớm có chuẩn bị đặt mà đem tạ hoa hương mang đến kia lượng độc luân tiểu xe đẩy cũng lộng tiếng địa đạo trong đến tiểu xảo xe cút kíp tại này địa đạo trong dùng vừa mới hảo về sau muốn vận chuyển cái gì đồ vật ngược lại là phương tiện rất nhiều trong nhà bên này địa đạo khẩu tại yêu muội bọn họ trở về về sau liền trực tiếp mở ra miễn cho hơn nửa đêm còn muốn lưu trữ người chờ trực tiếp tại mặt trên hư hư mà long một đống cỏ khô thì tốt rồi, dù sao buổi tối cho dù có người đến cũng thấy không rõ. Thẩm Đình Sinh lôi kéo một xe tiểu trư tể trở về, trước đem trên đỉnh đầu cỏ khô bát đến một bên, sau đó hai tay nâng một bồn, đem tiểu trư tể trước đưa lên đi, đột nhiên trên tay một nhẹ, trong tay một bồn bị người tiếp đi qua. Thẩm Đình Sinh sửng sốt, cẩn thận nhìn lên, tạ hoa hương đem một bồn phóng tới một bên, đối hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười như thế nào mới trở về, mệt muốn chết rồi đi. Ngươi như thế nào đi lên? Thẩm Đình Sinh hai tay một chống đỡ, nhẹ nhàng mà từ địa đạo trung nhảy đi ra, mệt như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Buổi chiều ngủ nhiều lắm, tỉnh liền ngủ không được. Tạ Hoa Hương nói, mau tới, ta nấu mặt cho ngươi ăn. Tạ Hoa Hương cho hắn bưng tới một chén nóng hôi hổi bạch diện, mặt trên còn nằm hai cái kim hoàng sắc trứng ốp lết, cười khanh khách mà nói. Nhanh ăn đi, đây là chúng ta chính mình gia. Hiện tại Vương vệ Thanh cùng Thẩm đại tráng đều đem tự gia lương thực lấy lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn, nếu muốn dùng đến này đó lương thực nấu cơm nói, liền khẳng định là muốn mọi người cùng nhau ăn, không phải thì phải là chiếm bọn họ tiện nghi, Tạ Hoa Hương đương nhiên không sẽ làm chuyện như vậy, cấp cho tự gia nam nhân khai tiểu táo, đương nhiên đắc dụng chính mình lương thực. Tạ Hoa Hương tay nghề hảo, phổ thông mì sợi cũng có thể làm được đặc biệt có tư có vị thẩm đình sinh cơ hồ là lan thôn hổ yết mà đem một chén mặt ăn xong, để đổ xuống. Ta đi chuồng bò. Tạ hoa hương nhanh chóng đi theo. Ta cũng đi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi, ta bản thân đi liền xong. Không mà, ta liền tưởng cùng ngươi. Cho dù là chỉ nói với hắn nói chuyện cũng hảo ni, tình yêu cùng nhiệt trung thanh niên nam nữ tổng là hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể tại cùng nhau. Hai người tuy rằng ở tại đồng nhất cái mái hiên hạ, nhưng bên cạnh cơ hồ thời thời đều có người, hơn nữa lại vội, trừ ăn ra cơm thời gian còn lại đều là làm việc, lưu cho hai cái người lén lúc nói câu thể mình nói thời gian cơ hồ đều không có. Này tràn ban đêm uy thực hoạt động, lãng mạn chút nói, cũng có thể xem như ước hội. Thẩm Đình Sinh cười nhìn nàng một cái. Hảo đi, kia đi. Thẩm Đình Sinh không lưng xuống tưởng nội dung chính khởi trang trư tể một bồn, tạ hoa hương lại dành trước nâng lên trong đó một bên chúng ta cùng nhau sau đó vương ra cái tay còn lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng thẩm đình sinh đành phải cùng nàng hai người cùng nhau nâng một bồn mặt khác một bàn tay lại chặt chẽ mà nắm ở tại cùng nhau khang học hàng đối bọn họ lại lấy trư tể lại đây uy đã nhìn quen không trách chỉ cần bọn họ còn nhớ rõ cho hắn mang ăn ngon canh thịt liền đi đến chuồng heo thẩm đình sinh đã vây được liên đánh hảo vài cái ngáp tạ hoa hương thật sự đau lòng ngươi tọa đến bên kia ngủ một hồi, ở đây ta đến lộng. Thẩm Đình Sinh đúng là mệt, cũng không lại cùng nàng tranh, tọa đến chân tường dưới, cơ hồ mới đem đầu tựa vào trên tường, hạ một dây liền đang ngủ, tạ hoa hương nhìn hắn tại dưới ánh trăng tuấn tú mặt, lòng tràn đầy đau lòng, hài tử này, tuổi trẻ thời điểm như thế nào quá được như vậy khổ ni. Nhìn này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy được, cầm đều tim, bất quá là thật sự dễ nhìn, sau lại tivi thượng những cái đó tiểu thịt tươi gì gì đó, tất cả đều kém xa. Tạ hoa hương đối với thẩm đình sinh mặt phát rồi một lát hoa si, liền nắm chặt thời gian đem heo mẹ dưới thân tiểu trư thay đổi thượng tự gia tiểu trư tể, nhìn trư tể nhóm bẹp bẹp mà ăn được hăng hái, nàng trong lòng cũng cao hứng, nhịn không được từ trong túi lấy ra một phen đậu tương rơi tại heo mẹ trư thực bồn trong, miệng trong còn lẩm bẩm. Xin lỗi, đoạt nhà ngươi hài tử khẩu lương, ăn chút đậu tương bổ bổ đi ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây vẫn luôn nghe chuồng heo thối vị thủ ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp tạ hoa hương lúc này cũng không vây đơn giản ra chuồng bò đại môn đến đến bên cạnh trên đường lớn tùy tiện đi đi duỗi vương tay đá đá chân gì gì đó hoạt động một chút gân cốt bỗng nhiên nghe thấy nghe thấy cách đó không xa có gà gáy thanh thanh khách lạc còn có cánh chụp động thanh tạ hoa hương đã cảm thấy kỳ quái ở đây như thế nào sẽ có gà ni? Chẳng lẽ là giả chim trĩ? Nghĩ lại có chút điểm chảy nước miếng, lúc này trên núi hạt dẻ hẳn là cũng khoái thuộc, hạt dẻ đôn chim trĩ hương vị chính là rất không sai. Vì thế tạ hoa hương lập tức cúi thấp người tử, mượn bên cạnh mấy cây cây cối che lấp, lặng lẽ mà hướng thanh âm kia phát ra địa phương sờ soạn đi qua. Nhìn một cái kia địa thượng đi được nghiêng ngã lão đảo tiểu ảnh tử, không chính là một con gà mà, đi như thế nào được siêu siêu vẹo vẹo, giống như là đùi gà bị dây thừng trói lại, tạ hoa hương xem xét chuẩn cơ hội, đột ngột phát đi lên. Ai nha? Không thành tưởng cùng một cái khác cơ hội đồng thời đập ra tới thân ảnh trang cái đầy cõi lòng, tạ hoa hương xoa đụng đau bả vai, cùng đối diện nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Như thế nào là ngươi? Nam nhân cũng là bọn họ đội sản xuất, gọi vương hữu điền, một cái tại tạ hoa hương trong mắt thành thật hàm hậu được một gậy gộc đánh không suốt cái buồn thí tiểu tử, bình thường tại đội trong liền chỉ biết là thở hỗn hển thở hỗn hển mà làm việc, mỗi lần nhìn thấy nàng, còn không bắt đầu nói chuyện ni, mặt liền trước đỏ, cúi đầu lắp bắp mà nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến. Này, đây là ta, ta gà. Vương Hữu Điền lắp bắp mà nói. Ngươi gà. Ngươi gà hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này? Tạ Hoa Hương Hồ Nghi hỏi, hơn nữa Vương Hữu Điền trên người còn đeo một cái gùi, bên trong phát ra thầm thì thanh âm, nhìn đến trên người hắn gà còn không ngừng một cái. Tạ Hoa Hương có chút kinh ngạc mà trừng hắn. Nên không phải là, ngươi trộn đi. Không là không là. Vương Hữu Điền gấp đến độ liên tục xua tay, ta như thế nào sẽ trộn đi, không là trộn, đây mới thật là ta gia. Nếu không là sắc trời ám, nhất định có thể nhìn đến sắc mặt của hắn đều khoái hồng được có thể tích xuất huyết đến khi ngươi hơn nửa đêm đem nhà ngươi gà trói lại bối đi ra là muốn làm chi còn có này đó vậy là cái gì một cái trầm thấp giọng nam trong người bên cạnh vang lên thẩm đình sinh chọn hai chỉ cái sọc xuất hiện hai người trước mặt đây là ta ở bên kia thủ dưới tìm được có điền ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi đây là tính toán đi làm gì ta ta Vương Hữu Điền gấp đến đổ ra một thân hãn, trên người sim y đều ướt đẫm, chi chi ngô ngô nửa ngày, rốt cục nói: "Đây là ta từ đất phần trăm trong mới vừa trích trở về, chuẩn bị mang về gia đi ăn." Này lời nói nói ra ai cũng không tin tưởng. "Ta nhớ rõ nhà ngươi đất phần trăm không là ở cái này phương hướng đi." Tạ Hoa Hương đột nhiên thể hồ quán đính: "A, à, ta biết, ngươi đây là chuẩn bị chọn đến thị trấn chợ đen trong đi bán đi đi." Hảo gia hỏa, còn người thành thật mi, trong âm thầm cư nhiên đem nàng muốn làm lại không làm thành chuyện này cấp khô. Ta, ta. Vương Hữu Điền nói quanh co vài câu, đột nhiên hai tay ôm đầu, ngồi sổng xuống, ta sai, vang cầu các ngươi biệt nói ra, không phải ta liền không sống nổi, ta. Một đại nam nhân, cư nhiên cô ô mà khóc lên. Chương 90 90 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tạ hoa hương dở khóc dở cười đứng lên đứng lên ngươi khoái đứng lên nha chúng ta không sẽ nói cho người khác biết không chính là bán chút đồ ăn mà lại không là làm cái gì thương thiên hại lý sự thật thật sự các ngươi không sẽ báo cáo đội trưởng vương hữu điền có chút hoài nghi hỏi đương nhiên là thật sự chúng ta hống ngươi làm gì thẩm đình sinh nói bọn họ hiện tại cũng không đang làm gì đó chuyện tốt nếu là thay đổi một cá nhân nhất định phải hỏi một câu các ngươi hơn nửa đêm bên ngoài biên lắc lư là đang làm gì ni, có thể vương hữu điền thật là cái người thành thật, trừ bỏ sợ bọn họ nói ra ở ngoài, tự nhiên cũng không nghĩ tới đối phương có phải hay không cũng tại làm những thứ gì nhận không ra người sự. Cám ơn, cám ơn các ngươi. Các ngươi thật sự là quá tốt, này gà các ngươi cầm. Vương Hữu Điền cảm động được hơi kém muốn cho bọn hắn quỳ xuống đến dập đầu, trong tay gà đều tắt đến tạ hoa hương trong tay, đột nhiên lại thu trở về, không, ngại ngùng, này gà người khác dự định. Nói xong ngượng ngùng mà đem gà tắt hồi gùi, lại từ cái sọt trong suốt ra hảo đại một phen đồ ăn đưa cho nàng. Cái này, các ngươi lấy về ăn. Tạ hoa hương cười đem rau xanh thả lại đến gùi trong. Không cần, chúng ta ra đất phần trăm trong cũng có, còn không thiếu này cà lâm, ngươi muốn đi thị trấn liền nhanh lên nhi đi thôi, đỡ phải đợi chút nữa trời đã sáng bị người phát hiện đưa xong rồi đồ ăn trở về nhớ rõ lại đây chúng ta ra một chuyến ta có lời cũng muốn hỏi ngươi vương hữu điền lại khẩn trương lên hỏi hỏi cái gì biệt khẩn trương a chính là gần nhất chúng ta cũng phơi nắng một ít đồ khô tưởng cầm bán đi lại không có phương pháp ngươi đã có phương diện này phương pháp liền giúp đỡ dắt cái tuyến bái hành hành vương hữu điền giống tiểu gà mổ mẻ bàn không ngừng mà gật đầu hắn cao hứng a tạ hoa hương nói như vậy thuyết minh nàng liền không đem hắn làm việc này trở thành chuyện xấu, hơn nữa khẳng định sẽ không nói ra đi, hắn có thể không cao hứng mà. Khi ngươi mau đi đi. Tạ hoa hương phất phất tay nói. Vương hữu điền chọn trọng trách bay nhanh mà rời đi, bóng đêm trong lại chỉ còn lại có thẩm đình sinh cùng tạ hoa hương hai cái người, không biết như thế nào, tạ hoa hương tay liền dừng ở thẩm đình sinh trong tay, hắn ôm nhu mà nắm bắt nàng ngón tay mềm mại, hỏi, ngươi thật tính toán nhượng vương hữu Điền giúp chúng ta tìm phương pháp. Ân. Tạ hoa hương gật gật đầu, có thể có người giúp đỡ làm, làm chi còn muốn chính mình động thủ A, bất quá liền hắn này trung thực bộ dáng, thật sự sẽ có phương pháp. Thẩm Đình Sinh nói. Tiểu tử này bình thường bắt đầu làm việc tối là thành thật, chưa từng có nghĩ làm quá một ngày, hắn nhiều như vậy đồ ăn, nếu như thật là chính mình tại chợ đen trong bán, ít nhất được bán thượng nửa ngày, còn không nhất định có thể bán hoàng, huống chi hiện tại đưa đi ra ngoài, chợ đen cũng còn không khai a, à. hắn có thể như vậy mau đem đồ ăn xử lý đi đuổi trở về, khẳng định là có người chuyên môn thu, những cái đó người cũng khẳng định có bọn họ chuyên môn tiêu thụ con đường. Tiêu thụ con đường này đó danh từ vẫn là từ Khang học hàng nơi ấy nghe tới ni, thẩm định sinh sống học sống dùng, hiện tại đã có thể vận dụng tự nhiên. Nói được có đạo lý. Tạ Hoa Hương gật gật đầu nói. Chúng ta về sau lương thực loại đi ra, khẳng định cũng muốn thông qua này đó con đường đi tiêu thụ, tổng không có khả năng chính mình tại chợ đen bãi cái quán nghi chậm rãi bán, vương hữu điền con đường này ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng. Nàng mới đến, tại thị trấn cũng không có cái gì người quen, khẳng định tìm không thấy phương pháp, thẩm định sinh trước lại là cái người thành thật, khẳng định cũng là hai mắt một trảo mù, này vương hữu điền ngược lại là cho bọn hắn mang đến hy vọng ánh sáng đi này thiên chạng vạn kết thúc công việc sau đó vương hữu điền quả nhiên tìm đến tạ hoa hương cái này người thành thật tại tạ hoa hương hướng dẫn từng bước dưới giống đến nơi đến chốn giống nhau đem nên nói không nên nói tất cả đều nói ra giống hắn như vậy người thành thật một bắt đầu thời điểm khẳng định là không dám làm như vậy cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nghĩ qua muốn làm chuyện như vậy đối với một cái dân quê đến nói chỉ cần cần lao chịu làm cho dù là ăn uống tham khổ ni ngày ấy cũng có thể quá được đi xuống không đến mức đói chết nhưng sợ nhất chính là trong nhà có nhân sinh bệnh đặc biệt sinh muốn hoa rất nhiều tiền tài năng chữa khỏi bệnh kia là tùy thời tùy chỗ đều có thể áp suy sụp một cái da tại nông thôn cơ hồ đại bộ phận mượn tiền đều là bởi vậy mà đến vương hữu điền trước hai năm liền bất hạnh gặp gỡ như vậy sự hắn nương được một loại trường kỳ bệnh mãn tính đi huyện bệnh viện nhìn nói là này bệnh không cách nào trị tận gốc được chậm rãi nuôi còn muốn trường kỳ ăn một loại đỉnh quý dược, này dược nhất thời hồi lâu là có thể ăn được khởi, nhưng trường kỳ ăn, ai cũng gánh nặng không ngừng a, à, tiền này cũng không cách nào mượn, mượn sau đó cũng không biết năm nào tháng nào tài năng còn thượng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp đi lộng. Lúc này có người cho hắn ra chủ ý nói, có thể lộng điểm tự gia đất phần trăm loại đồ ăn, hoặc là trong nhà ăn không hết lương thực gì gì đó, đến thị trấn chợ đen trong đi bán. Vương Hữu Điền cũng là bị bức nóng nảy, lén lúc mà đi bán một hồi, tránh chút tiền cho hắn nương mua dược. Chính là tại này một hồi, Vương Hữu Điền gặp gỡ hắn một cái bà con xa, này thân thích nghe nói hắn nương sự, cho hắn chỉ điểm một con đường sáng, giới thiệu hắn nhận thức một cái chuyên môn thu nông dân mới mẻ rau dưa lương thực, sau đó rót nửa bán cho người khác nhà buôn. Một bắt đầu Vương Hữu Điền là không quá nguyện ý làm, hắn lén lúc bán chút tự gia lương thực, liền tính bị bắt, cũng chỉ là bị phê bình giáo dục một phen mà thôi, nhưng một khi cùng đầu cơ trục lợi người nhất lên quan hệ, kia lỗi lầm có thể to lắm, một không cẩn thận liền muốn bị bắt đi ăn lao cơm. khi Phương Sa thân thích cũng không ép hắn, chỉ nói là vì hắn hảo, nhưng hắn trở về tái hảo hảo ngẫm lại, nghĩ thông suốt tùy thời có thể đi tìm hắn. Vương Hữu Điền lần đầu tiên bán đồ ăn tiền mua tới dược rất khoái liền ăn sạch, hắn nương này bệnh là mỗi ngày đều muốn uống thuốc một ngày không uống thuốc liền khó chịu, không có mặt khác đến tiền biện pháp, chỉ có thể nhớ thương lại đi chợ đen. Lần này đi chợ đen nhưng không có như vậy vận may, vừa vặn đụng phải nghiêm đánh, em đẹp đột nhiên một đám cô hồng tụ chương mũ cảnh sát xông tới phải bắt người, hắn học theo mà cùng người khác một phen cầm lên địa thượng hàng hóa nhanh chân liền chạy, nhiều mệt hắn bình thường việc nhà nông làm được nhiều, khí lực đại chạy được khoái, cư nhiên bị hắn cấp chạy mất, nhưng là thật sự là sợ tới mức đủ sạch, nguyên lai like này chợ đen cũng không phải như vậy hảo hổn vương hữu điền bối một gùi không có bán đi đồ ăn hai tay trống trơn thật sự không cam lòng liền như vậy trở về tại trên đường cái du đảng nửa ngày ngẫm lại trong nhà nương chờ đợi mình lộng tiền mua trở về dược cứu mạng hắn cắn răng một cái hung ác tâm đi lần trước cái kia phương xa thân thích lưu cho hắn cái kia địa chỉ đi đến sau đó hắn kia thân thích hai lời chưa nói trực tiếp dẫn hắn đi thấy một cá nhân người kia hỏi vài câu, liền đem hắn kia gùi đồ ăn cấp thu, tuy rằng giá cả so chợ đen thượng muốn tiện nghi như vậy một hai thành, nhưng hảo tại bất lo, không cần tại chợ đen thượng lo lắng hải hùng mà chậm rãi chờ. Thân thích còn nói với hắn, về sau còn có đồ ăn muốn đưa tới nói, tốt nhất sấn sắc trời còn không lượng sẽ đưa lại đây, như vậy càng an toàn, bọn họ cũng có thể tại sáng sớm đem mới mẻ đồ ăn đều đưa đến khách nhân trong tay. Này đối vương hữu điền đến nói càng hảo đưa hoàng đồ ăn trở về còn có thể kịp đi bắt đầu làm việc, không cần xin phép, còn không cần khấu công điểm. Vừa mới bắt đầu vương hữu điền còn chính là đưa tự gia đất phần trăm đồ ăn cùng tỉnh hạ khẩu lương, chính là này đó vốn là liền không quá đủ ăn, lại như vậy bán đi xuống, người một nhà đều muốn lặt khẩn dây thắt lưng sống qua ngày, kia thân thích lại nhắc nhở hắn, tự gia không có, có thể người khác gia có nha, hiện tại ai không tưởng lén lúc bán chút đồ vật kiếm cái dầu thấp hỏa sát tiền hơi chút đè thấp một chút giá tiền thu vào đến, bất quá là đảo cái tay liền có thể kiếm tiền mua bán, nhưng không thể so bán tự gia hảo. Vương Hữu Điền thật sự là cái người thành thật, hắn tìm đều là cùng bọn họ gia quan hệ tương đối tốt nhân gia, một đi lên liền trực tiếp cùng người ta nói, một cân cải thảo bối đến thị trấn tại chợ đen thượng có thể bán năm phần tiền, nếu là ngài không muốn chạy cái này chân, liền ấn bốn phần ngũ giá tiền bán cho ta, hai cân cải thảo ta cho ngài chín phần tiền, có thể không? đúng là có người tưởng tránh đốt đèn du hỏa sáp tiền, nhưng lại không nguyện ý chính mình mạo hiểm đi chợ đen bán, tiền này thiếu không bao nhiêu, còn tỉnh chính mình vất vả, hơn nữa đều cảm thấy vương hữu điền hài tử này không dễ dàng, cho nên đều nguyện ý bán cho hắn. Dần già, vương hữu điền này tiểu sinh ý coi như là làm xuống dưới, mỗi tháng phùng thập liền sẽ thu thập khởi vài cái cắt hương thân trong nhà lương thực rau dưa, hoặc là trứng gà gì gì đó, đưa đến thị trấn một chuyến, kỳ thật cũng chính là kiếm cái vất vả tiền vẻn vẹn đủ hắn nương mua dược tiền mà thôi nghe xong này đó tạ hoa hương không khỏi cảm thán coi như là tiểu tử này vận khí tốt a à, làm lâu như vậy cũng không bị người phát hiện bất quá này cũng cùng hắn thành thật không thoát khỏi quan hệ đi những cái đó nhà buôn sở dĩ sẽ tìm tới hắn không phải là nhìn hắn thành thật không sẽ nháo xuất cái gì yêu thiêu thân mà các hương thân nguyện ý đem đồ vật bán cho hắn cũng là bởi vì hắn đầy đủ thực thành a à khi ngươi lần sau lại đi bán đồ vật thời điểm có thể hay không mang lên ta tạ hoa hương vương hữu điền có chút mê hoặc bất giải tạ thanh niên trí thức ngươi đây là cũng tưởng muốn bán đồ vật ta có thể giúp ngươi mang đi qua ta không tránh ngươi tiền người khác cho ta nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít này hơn nửa đêm mà hướng thị trấn đuổi quá cực khổ tạ hoa hương cười cười ta cùng với ngươi nói lời nói thật ngươi đừng để ý Ta chính là tưởng nhận thức một chút thu ngươi đồ vật người, về sau nói bất định còn sẽ cùng hắn buôn bán đi. Kỳ thật Tạ Hoa Hương làm như vậy, có chút đoạt người khác tài lộ ý tứ, là có chút điểm không quá địa đạo, chính là Vương Hữu Điền cái này người đi, tiểu đánh tiểu nháo còn có thể, nếu như nói thật sự nàng bên này nông trường làm đi lên, xuất hàng lượng một đại, hắn còn không tất thật có cái này quyết đoán có thể nuốt trôi đến, Tạ Hoa Hương cũng không có thể yên tâm nhượng hắn đi làm a. À cho nên này điều tuyến vẫn là nhất thiết phải chính mình tự mình đi đáp thượng mới được, đương nhiên, này điều tuyến nếu là thật đáp thượng, tạ hoa hương cũng sẽ không bạc đại hắn vương hữu điền cũng chính là, về sau nàng tổng không có khả năng chính mình đi đưa hàng, thẩm định sinh bọn họ làm việc khổ cực như vậy, cũng không có thể mỗi ngày buổi tối như vậy bôn ba, chính yêu cầu một cái giúp đỡ ni, vương hữu điền người thành thật chịu làm, lại có kinh nghiệm, thỉnh hắn đến giúp đỡ tốt nhất bất. Quá! Lấy lá gan của hắn, chính mình làm nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm nhiều như vậy, chờ thêm 2 năm mở ra thị trường tự do, người khác cũng chưa chắc còn nguyện ý đem đồ vật giao cho hắn đi bán, còn không bằng đến giúp bọn hắn, kiếm được còn có thể so trước kia nhiều ni. Bất quá này đó đều là nói sau, hiện tại cũng không tất yếu nói với hắn rất nhiều, vả lại nhìn xem vương hữu điền có thể hay không bởi vậy mà cùng bọn họ sinh hiềm khích, mượn này thấy rõ ràng một cá nhân có đáng giá hay không được hợp tác. Quả nhiên Vương Hữu Điền cũng không có để ý tạ hoa hương làm như vậy là tưởng muốn đào hắn góc tường, ngược lại có chút cao hứng chính mình có bạn nhi, làm một trận càng nhiều người, lá gan của hắn lại càng tráng. Các ngươi cũng muốn làm cái này. Khi thành A, ta tiếp qua 10 ngày còn muốn đi một lần, đến lúc đó các ngươi liền theo ta cùng nơi đi liền xong. Hảo, khi cứ như vậy nói định rồi, lần sau ngươi đi trước trước lại đây theo chúng ta chào hỏi, chúng ta chuẩn bị một chút buổi tối liền cùng nhau xuất phát tạ hoa hương cùng vương hữu điền sao định rồi việc này